Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với 500 Rose trong khuôn khổ giải thi đấu IEM Katowice 2020. Và ngày hôm nay thì đồng hành cùng tôi, caster Trọng Linh sẽ là một gương mặt có thể nói rằng cực kỳ mới với tất cả mọi người. Và xin giới thiệu mọi người, đây chính là caster Hoàng Long, hay còn được cái biệt danh là Birat, sẽ Vâng. đồng hành cùng mình trong ngày hôm nay. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Mình là Hoàng Long, hay còn được gọi là Caster Birat. Thì mình là một trong hai Caster CSGO mới của 500 Bros Studio. Thì hôm qua mình có bình luận trận chung kết VCS của Viking. Ngày hôm nay tại giải IEM Katowice 2020 này thì cũng là lần đầu tiên mình cast một trận đấu quốc tế chính thức. Đồng hành với mình ngày hôm nay là Caster Trọng Linh. Ngày trận đấu ngày hôm nay thì sẽ là trận đấu Na'Vi với FaZe. Và nghe hai cái tên này thôi là chúng ta đã có thể hiểu được cái độ nóng, độ đinh của cái trận đấu này rồi. Giữa một bên là niềm kiêu hãnh của khu vực EIS, còn một bên là những cá nhân xuất sắc nhất của nền CS:GO đương đại. Thật ra thì có thể nói rằng lượt trận Na'Vi với FaZe Clan ngày hôm nay sẽ là lượt trận thi đấu có lẽ là hấp dẫn nhất Vâng. trong tất cả những cái trận thi đấu trong khuôn khổ giải thi đấu IEM Katowice 2020. Cái giải thi đấu lần này của chúng ta thì anh thấy rằng có một điều cực kỳ hay mà anh cực kỳ thích, đó chính là họ nói không với BO1. Không hề có xuất hiện một bất kỳ một cái BO1 nào trong khuôn khổ giải thi đấu IEM lần này nữa, và thay vào đó kể cả trận thi đấu mở màn tất cả đều là BO3. Và như kiểu mà vừa mới vào cái giải thi đấu này, mới là ngày thi đấu đầu tiên thôi, chúng ta đã được chứng kiến một cái trận BO3 giữa các thành viên FaZe Clan và Na'Vi, và đây là hai team có thể nói rằng cực kỳ bay ở trong giải thi đấu Blast Premier Spring vừa rồi. Thì không biết rằng cảm xúc của Hoàng Long ngày hôm nay là như thế Vâng, nào. tưởng như đây hai cái tên này là hai cái tên có thể có mặt trong trận chung kết, nhưng mà thật ra đây mới là trận đấu đầu tiên của bảng A. Và với cái việc mà tất cả các trận đấu đều là bo ba này thì rất là có ích cho giải đấu, thì nó sẽ rất là công bằng hơn. Thì những cái team ngựa ô sẽ khó có khả năng mà gây quá nhiều bất ngờ, thì nó sẽ đánh giá đúng thực lực của các đội hơn. Và trong giải đấu lần này thì FaZe Clan thì 5 trận đấu gần nhất thì họ đều giành chiến thắng, tức là một cái phong độ khá là tốt của FaZe. Nhưng mà đó là những trận đấu từ cũng khá lâu rồi, và gần nhất thì là Blast, à không, cũng không lâu lắm, thì Blast cũng là gần nhất, thì họ đã thể hiện một cái phong độ khá là hủy diệt. Thì ngược lại ở bên Na'Vi cũng là một phong độ khá tốt, thì khi mà họ đã có một chiến thắng trong trận đấu gọi là 5 sao với Astralis thì hứa hẹn đây sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn, khi cả hai team họ vừa có danh tiếng và phong độ của họ đang rất là ổn định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với game thi đấu này mà thôi, với một tiếng nhảy ven nhanh. Và cái gì thế này? Vâng, trận thi đấu đang nóng ngay chỉ những giây đầu tiên rồi. Boombit không được Hollow Master, và đó là một tiếng chém dao rất ảo diệu dành cho các thành viên bên phía Na'Vi. FaZe Clan giờ thì họ chỉ còn lại Brocky cũng như là Nico thôi. Vừa mới là round thi đấu đầu tiên của map thi đấu Đơn Núc thì chúng ta thấy rằng nhịp độ được đẩy lên rất nhanh, và với quả bom rơi như này tôi cũng không nghĩ ra cách nào là các thành viên bên phía FaZe Clan có thể cứu vớt cái round pistol này nữa. Vâng, lối đi nào cho Brocky cũng như là Nico đây, khi trên tay của Nico là một khẩu P250. Nhưng mà vẫn còn sim, đó là Simple. Thời gian chỉ còn là 1 phút, và tất cả những vị trí đẹp nhất trong map lúc này đều đã được các thành viên của Na'Vi chiếm giữ. Giờ thì bên phía team FaZe Clan, thật ra thì cũng khá là bất ngờ trong cái lượt pick map của hai team ngày hôm nay, khi mà FaZe Clan là người lựa chọn cho mình map thi đấu Đơn Núc, trong khi đó map thi đấu thứ hai thì Na'Vi lại pick cho mình map thi đấu Đơn Hai, một map có thể nói rằng rất ưa thích dành cho các thành viên bên phía team FaZe Clan. Và chúng ta nhìn thấy rằng với cái map thi đấu Đơn Núc này thì Na'Vi sẽ là người được xuất phát ở bên phía Sinside trước. Và anh thấy rằng cái phong độ hiện tại gần đây của Na'Vi ở trong map thi đấu Đơn Núc này cũng khá là tốt. Và không biết rằng FaZe Clan cái lựa chọn pick map thi đấu lúc này có phải sai lầm hay không đây. Hai player Brocky và Nico đang di chuyển cùng nhau xuống khu vực hầm B rồi. Sẽ cố gắng nhặt lại quả bom này, nhưng họ cần phải nhanh lên khi chỉ còn lại 23 giây mà thôi. Vào ven nhặt bom và đi đâu đây? Xuống B. Nhưng bên phía Na'Vi có vẻ như họ vẫn đang rất từ tốn trong tình huống này. Biết rằng đối phương xuống B rồi, nhưng Boomish tiếp tục có cho mình thêm một mạng nữa. Brocky cố gắng đặt bom, nhưng hai player bên phía Na'Vi đang quay quanh rồi. Brocky có một mạng, đằng sau xuất hiện từ hai người, và đó là thằng Pistol dành cho các thành viên bên phía Na'Vi. Một round thi đấu rất tốt của Boomish với double kill, không rất có rất ít lựa chọn cho FaZe Clan khi mà chỉ còn có 2 người, cùng với đó là thời gian đã quá cận kề. Một round thi đấu đầu tiên đã thuộc về Na'Vi rồi. Và với lượng tiền này, Boomish có tận 5.200, chắc chắn là sẽ lên một khẩu M4. Còn bên phía FaZe Clan thì có lẽ là họ sẽ phải eco thôi, nếu mà họ muốn bắn chắc chắn một tí. Một tiếng chém dao ngay từ round thi đấu đầu tiên, và có một khẩu AUG được lên cho Boomish rồi. Khẩu AUG sẽ drop cho Electronic. Map thiếu đôi lúc này có thể nói rằng là map hiếm hoi ở thời điểm hiện tại mà các player bên phía CDSide vẫn lựa chọn cho mình sử dụng khẩu AUG. Thì đơn giản là chúng ta có thể thấy rằng cái khu vực outside, khu vực middle của map thi đấu
Đất à, map thi đấu đơn lúc này sử dụng khẩu AOG bắn có thể nói rằng rất sướng, thì đây là một vị trí rất thoáng. Và nếu như có thêm cho mình một cái scope nữa thì cái tầm nhìn phải gọi là cực kỳ đẹp. Vâng, và đến với round thi đấu thứ hai, quyết định của FaZe Clan sẽ là eco trắng, một quyết định rất an toàn. Còn bên phía Navi họ lên tới 3 khẩu MP9 để cầy tiền. Trên tay Simple đó là một số cao. Simple sẽ chấn giữ khu vực gara và có lẽ sẽ có giao tranh ở đây. Electronic với một cái scope 2 của khẩu AUG sẽ rất có rất nhiều lợi thế. Nhìn thấy cái đầu của player đó là Broky. Không biết Broky di chuyển như nào đây. Vâng, bên phía FaZe Clan nên nhớ rằng đây chỉ là một round thi đấu eco mà thôi. 5 khẩu Glock, không có quá nhiều lựa chọn dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan ở trong round thi đấu này. Với những khẩu góc này thì có lẽ là họ sẽ phải như là họ đang cố gắng tận dụng thời gian của mình để bàn bạc kỹ hơn về cái chiến thuật trong những round thi đấu tiếp theo. 5 khẩu Glock ở chuồng, không hề có bất kỳ một quả flash nào đi nữa thì thật sự rất khó để có thể làm được một điều gì. Bây giờ Electronic đây rồi, một mạng đầu tiên nhưng Electronic sấy hơi lỗi. Electronic có một mạng rồi, Electronic cần phải cẩn thận, không nên để rơi khẩu AUG này. Sẽ có sự hỗ trợ của Boomish ngay lập tức mà thôi. Trên nóc mini có người. Electronic có sự hỗ trợ của Boomish. Tiếp tục một mạng nữa dành cho vị trí của Electronic. Nico bị bắn yếu rồi. Vẫn chưa có thương vong xảy ra. Eolope này tới tiếp tục bị bắn yếu. Double kill cho Boomish. Và đó là triple kill dành cho Boomish. Và hốt Eco thành công. Navi không để mất đi bất cứ khẩu súng nào cả. Đấy sẽ là tiền đề cho cái nền kinh tế của họ có thể được ổn định. Và bây giờ với lượng tiền này thì FaZe Clan sẽ full buy thôi. Mặc dù họ sẽ hơi yếu bom một chút, nhưng mà trên tay của Navi đó là tận 3 khẩu MP9 thì lượng súng ống FaZe Clan có lợi thế, và liệu họ sẽ tận dụng lợi thế này như thế nào đây khi khoảng cách giữa họ với Navi chỉ là 2 round mà thôi. Thật ra thì map thi đấu ở lúc này có 3 khẩu SMG cũng không phải là một điều quá bất lợi, khi thật sự những cái vị trí cần sử dụng những khẩu súng tầm xa chỉ là có bên ngoài khu vực A-Long cũng như là khu vực RAM. Với những khẩu MP9 thì hoàn toàn Navi sẽ có thể có cho mình một tactic bất ngờ như kiểu ép RAM. Tuy nhiên thì có lẽ các thành viên bên phía Navi, tôi nghĩ rằng họ sẽ không đẩy trong round thi đấu này đâu. FaZe Clan thì sao đây? Với lượng tiền này thì sẽ có những khẩu AK hoặc SG-553 được up. Không có op, chắc chắn sẽ không có op dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan. Ở cái thời điểm mới, khi mà Broky mới gia nhập FaZe Clan thì Olofmeister lại là người sử dụng op chính ở bên phía T-side. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Olofmeister đã là quay trở về vị trí lurker quen thuộc rồi. Và Broky sẽ được sử dụng khẩu AWP quen thuộc của mình. Thật ra thì từ xưa ở Epsilon, Broky cũng đã là op phụ rồi. Nhưng mà anh cũng khá là bất ngờ khi mà từ khi mà Broky về đây thì lại chuyển cho op cho hết Olof này, xong đến Nico, xong lại Kozera. Năm ngoái thì tỷ lệ mạng của Broky với khẩu op chỉ là 5% thôi. Còn bây giờ thì Broky đảm nhận vị trí op chính của bên phía FaZe Clan. Thì như vậy thì trong cái giải Blast vừa rồi, với việc là được làm opper chính thì Broky có một cái rating rất là khủng khiếp, đó là 1.38, và qua đó cũng là cải thiện thành tích cũng như là sự tự tin của anh rất là nhiều. Và thì anh cũng đánh giá rất cao Broky. Đây là một player có thể nói rằng tuổi đời rất trẻ, nhưng mà nhìn qua Broky đã thấy được cái sự bình tĩnh của mình. Game sense của Broky cũng không phải là dạng vừa. Và nói chung là gia nhập được vào cái đội hình của FaZe Clan thì chắc chắn là một player tay to rồi. Vâng. Có lẽ là cái điều mà Broky thiếu chỉ là một chút kinh nghiệm thôi. Broky thì vào mùa hè năm ngoái đã gia nhập FaZe Clan dưới dạng chuyển nhượng tự do. Thì đây là bản hợp đồng mà chất lượng nhất dành cho FaZe Clan rồi, khi mà họ đã tốn quá nhiều tiền để có thể mang Kozera về. Lúc đó thì Broky vẫn chỉ là một player có tiềm năng ở FPL mà thôi, FaZe Pro League. Thì chưa đủ kinh nghiệm và sự tin tưởng, nên là vẫn chỉ chơi ở vị trí support. Hiện tại thì với cái tài năng đã được kiểm chứng thì Broky đã đảm nhận cái khẩu op của bên phía FaZe Clan, và anh đã làm rất tốt những trọng trách của mình. Cùng với đó là second op tới từ Olof và Nico. Thì những vị trí op của Nico của FaZe Clan thì đang rất là chắc chắn. Rõ ràng là từ khi Broky quay trở lại với vị trí opper của mình thì các thành viên bên phía FaZe Clan đã đạt được số thành công nhất định rồi. Đơn cử đó chính là việc vô địch bảng A của giải thi đấu Blast Premier Spring và dành cho mình đến tận 50.000 đô tiền thưởng. Giải thi đấu mà có thể nói rằng cả 5 player bên phía FaZe Clan đều có những khoảnh khắc cực kỳ bay. Với cái rating mà chúng ta, như khi mà Hoàng Long vừa nói, một cái rating rất khủng của Broky trong giải thi đấu vừa rồi, nhưng đó mới chỉ là rating đứng thứ 4. Vâng, đứng thứ 4 thôi, 1.38 mà mới chỉ đứng thứ 4. Tức là chứng tỏ là FaZe Clan đã có một cái giải đấu quá thành công,
họ đã có 3 trận toàn thắng tại bảng A, qua đó là giành một suất vào vòng Blast Global Final vào mùa thu. Tuy nhiên thì chúng ta nói về Face Clan hơi nhiều, có lẽ cũng phải nhắc đến cái tên Na'Vi nữa. Ở Blast Premier vừa rồi thì Na'Vi cũng đã có cho mình màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Và kể cả một cái tên cũng là một tài năng trẻ, một ẩn số bên phía Na'Vi, đó chính là Perfecto. Anh cũng là một nhân tố có thể nói rằng quyết định dành cho các thành viên bên phía Na'Vi ở trong giải thi đấu vừa rồi. Có thể nói rằng Perfecto cũng là một tài năng trẻ đầy triển vọng. Tuy nhiên thì nhắc về Na'Vi trong cái giải thi đấu Blast Premier, có lẽ chúng ta vẫn phải nhắc nhiều hơn đến những cái tên kiểu Simple Electronic, và đặc biệt một người cực kỳ ấn tượng trong giải thi đấu vừa rồi của Na'Vi, đó chính là Flamme. Flamme cũng đã có màn trình diễn khá là ổn định. Bên cạnh đó thì như các bạn đã biết thì Electronic vừa có một giải đấu Blast Premier quá bay, đặc biệt là cái pha triple kill ở dưới pit đem về chiến thắng kinh điển trước các thành viên bên phía Astralis. Một trận đấu mà để lại quá nhiều cảm xúc trong lòng người xem, thậm chí là người Anh của chúng ta Bomman đã phải làm một demo phân tích Electronic rồi. Chúng ta đã hiểu là màn trình diễn của Electronic là thuyết phục đến như thế nào. Và Captain Zod, Captain huyền thoại của Na'Vi, là người mang chiếc cúp vô địch của EM ra trong lễ khai mạc. Thì không biết là năm nay Na'Vi có thể mang chiếc cúp danh giá này về phòng truyền thống được hay không. Và để làm được điều này thì trước hết là Na'Vi, con đường trước mặt Na'Vi là rất dài, và chướng ngại đầu tiên của họ là Face Clan. Có lẽ Na'Vi sẽ có thể giành được một suất vào vòng playoff với cái phong độ hiện tại mà họ thể hiện. Tuy nhiên thì cần phải vượt qua được Face Clan trước mắt đã. Rõ ràng chúng ta nhìn vào đội hình của Na'Vi rất triển vọng, những cái tên như Simple hay là cả vị trí của Electronic và cả cái tên Perfecto nữa. Boomish, có thể nói rằng cái kinh nghiệm in-game leader của Boomish thì chưa thể bằng Zeus được. Hiện tại thì anh cũng đang càng ngày càng cải thiện được bản thân rồi. Một ứng cử viên cực kỳ sáng giá trong một giải thi đấu, có thể nói rằng rất nhiều những top team, tất cả những team ở trong top 10 của bảng xếp hạng đều góp mặt ở giải thi đấu IEM Katowice 2020 lần này. Thật ra thì IEM Katowice cũng là một trong những giải thi đấu có thể nói rằng rất danh giá trong hệ thống giải của CSGO quanh năm. Có hai giải đấu mà thực sự là anh thấy là hấp dẫn nhất ngoài Major, đó chính là ESL One Cologne. Đây là giải đấu anh cực kỳ thích, và giải thi đấu thứ hai chính là giải thi đấu Katowice này. Thật ra thì hồi xưa anh thích Katowice đơn giản là vì một điều, em biết là sao? Vì Fnatic vô địch à? Không phải, vì anh là fan VTube Pro. hợp lý. Nhưng mà mỗi tội nhìn VTube Pro bây giờ hơi khác. VTube Pro năm nay thay đổi cả đội hình, mong là sẽ có những tia sáng mới dành cho VP. Còn giải EM Katowice này thì là một giải đấu rất là lâu đời, nhưng mà điều đặc biệt là mới chỉ có 3 đội được xướng danh lên cái chức vô địch của cái giải đấu truyền thống này thôi. Đó là Virtus Pro, Fnatic và Astralis. Thì không biết là năm nay sẽ có những gương mặt mới nào được khắc tên lên cái chức vô địch này hay không đây. Không biết rằng Virtus Pro có ăn được giải đấu này lần nữa hay không đây. Năm trước thì anh nhớ rằng Pasha mang cúp ra xong còn khóc. Năm nay thì thật sự là cảm động. Chả có player Ba Lan nào rồi. À, có một người Nico Ba Lan. À không, quên rồi, nhầm. Anh nhầm Nico Ba Lan bây giờ ở Genji. Quên mất, bây giờ mình lại nhớ Tai Lu, đúng là lâu không cập nhật tình hình. Genji đúng là hơi no hope một tí. Không, thực ra em nói thế thôi, nhưng nếu như em theo dõi giải thi đấu Dreamhack vừa rồi thì Genji đấy là giải LAN đầu tiên của họ, nhưng họ đã giành được chức vô địch, một thành tích có thể nói rằng cực kỳ bất ngờ. Thật sự bất ngờ. Đấy là một giải thi đấu có thể nói rằng đấy là một giải thi đấu tier 2 nhá, nhưng mà vẫn có những cái tên kiểu MIBR này, NC này, hay NOT này, hoặc Forze cũng là một team rất mạnh ở khu vực CIS, nhưng Genji vẫn làm được một thành tích cực kỳ ấn tượng. Và nhớ rằng giải thi đấu có cả Complexity nữa. Complexity cũng là một cái tên bây giờ cũng khá là có tên tuổi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với round thi đấu thứ 3, map thi đấu Nook, và sẽ là round full buy của cả hai team. Đó là đội hình chiếm map cơ bản đến từ Face Clan rất chậm rãi. Rain đang kê đẩy ở trên nóc silo, dưới đó là vị trí của Electronic. Electronic không nên lòi ra với một cái scope X2 của SG, rất là bất lợi. Bên phía của Na'Vi với những khẩu MP9 thì có vẻ như họ đã boost được một người lên trên khu vực RAM rồi. Flamme sẽ là người được boost lên trên RAM. Và bây giờ thì các thành viên bên phía Face Clan có vẻ như là muốn setup bài ở khu vực A-Long. 3 quả smoke A-Long đến từ Face. Và không biết là Na'Vi ở Electronic bắt được Nico. Rain có mạng của Boomish. Lợi thế về người vẫn đang là cân bằng. Một quả flash rất tốt của Na'Vi. Nhưng mà ở đây tràn đến 3 người xuống khu vực RAM, chỉ có một mình Flamme mà thôi. Flamme có một mạng, chỉ có một mạng mà thôi. Đó là câu Zera. RAM hoàn toàn clear.
trúng bóng xe B được hay không? Electronic bắt được Broky. Tình huống là 2v3 nhưng Electronic đã yếu máu rồi. Khu vực RAM thuộc quyền kiểm soát của bên phía FaZe Clan vào đây. Kozera bắt được Simple. Simple đã nằm xuống và bom side B hoàn toàn clear. Không biết là quả bom liệu có sẽ mang xuống bom side B hay không đây. Thời gian chỉ còn lại 35 giây mà thôi. Electronic còn cho mình 15 HP. Trong khi đó thì Perfecto vẫn đang giữ lại khu vực nhà vàng. Và các thành viên của bên phía FaZe Clan. Rain đang di chuyển ngược về khu vực lobby. Tham minh của hai player này sẽ là như thế nào đây? Rain bắt đầu walk rồi, Perfecto đã nghe thấy chưa? Perfecto vẫn đang giữ lại, có vẻ Perfecto đã biết được điều gì đó. Rain đã chạy rồi. Perfecto chắc chắn đã nghe được tiếng chạy của Rain và sẽ xuống bom side B dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan mà thôi. Kozera đã đợi sẵn ở đây rồi, nhưng Perfecto đang áp sát rất gần các thành viên bên phía FaZe Clan. Bom sẽ được đặt và đây là sẽ là một tình huống retake rất khó dành cho Na'Vi khi Electronic đã quá yếu máu. Có kit trên người của cả hai player nhưng mà hai vị trí trong bom side B đều đã được FaZe Clan chấn giữ. Những vị trí rất đẹp dành cho Rain cũng như là Kozera. Perfecto đi xuống khu vực RAM, nhìn thấy vị trí của Rain nhưng mà Rain bắn tốt hơn. Bắn thẳng vào mặt của Perfecto và Electronic buộc phải đi xếp súng. Một round thi đấu tràn RAM rất tốt đến từ FaZe Clan. Khi mà ở dưới RAM chỉ có một mình Flamey với khẩu MP9 và như vậy là không đủ. Round thi đấu chiến thắng đầu tiên dành cho FaZe. Một round thắng đầu tiên dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan. Tỷ số sẽ là 1-2. Bom sai B chưa bao giờ là một bom sai dễ retake cả trong mắt thiếu đơn lúc này. Electronic sẽ xếp lại cho mình khẩu AK mà thôi, khẩu AUG. Round thi đấu tiếp theo thì lượng tiền của các thành viên bên phía Na'Vi chắc chắn vẫn đủ để có thể full buy. Và có lẽ sẽ có một khẩu AWP được lên dành cho vị trí của Simple chăng. Trận đấu này là một trận đấu mà Simple cũng như là Electronic cần phải bắn tốt khi đối đầu với họ là những con quái vật bên phía FaZe Clan. Có một thống kê rất là thú vị là 5 player có hiệu số headshot cao nhất kể từ 2015 thì có đến 3 player của FaZe góp mặt, thì đứng đầu là Rain với 9.900, gần 10.000 pha headshot. Còn Nico không kém cạnh khi đứng thứ hai với 9.500. Còn Kozera thì là 8.700 từ 2015 đến giờ. Đây chính là những con quái thú săn đầu người đích thực. Không biết là Na'Vi ngày hôm nay thì có những bài vở gì để chống lại đây. Rõ ràng những player bên phía team FaZe Clan đều là những player có thể nói rằng skill cá nhân cực kỳ tốt. Những player tay rất to. Khoảng thời gian cuối năm 2017, đầu năm 2018 khi mà cái lineup của FaZe Clan đời đầu được thành lập, gồm những player như của Kerrigan này, vị trí của Olof, Guardian, Nico, Rain. Thật sự thì đó là một lineup quá hủy diệt. Khi mà thời điểm đó thì rõ ràng là skill cá nhân của các team nó vẫn chưa được như bây giờ. Hiện tại thì bây giờ chúng ta thấy rằng những cái top team ấy, các player tay to đều sàn sàn nhau, như kiểu EG hay là Liquid, hay là kiểu chúng ta nhìn FaZe Clan như này. Bây giờ tất cả các team đều sở hữu những player có thể nói rằng tay cực kỳ to, và đây đều những player rất trẻ. Nhưng ở khoảng thời gian mà FaZe Clan thời cuối năm 2017 thì rõ ràng đó là khoảng thời gian mà FaZe Clan đè tay tất cả các team luôn. Nhìn FaZe Clan bắn cực kỳ sướng. Và bây giờ thì mọi chuyện cũng đã khác rồi. Nhưng anh nghĩ rằng khi mà FaZe Clan ở 5 player của họ đạt được cái điểm rơi phong độ thì họ vẫn là team đáng sợ nhất, nếu chỉ tính riêng vào mặt skill cá nhân. Đúng là như vậy, bởi vì thật ra thì tỷ lệ chiến thắng được bầu chọn ở trên HLTV thì Na'Vi cao hơn. Nhưng mà dựa theo các chuyên gia cũng như là nhà cái thì FaZe vẫn cao hơn. Thì em nghĩ đây cũng là hợp lý thôi, bởi vì chất lượng player của FaZe Clan vẫn cao hơn so với Na'Vi. Thì FaZe với những ngôi sao này thì cũng rất là giống Galacticos của Real Madrid. Vâng. Cũng không khác gì Real thời đỉnh cao cả, với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Nhưng mà rất đen cho FaZe là họ lại chưa có chức vô địch Major nào. Hy vọng năm nay thì mọi thứ sẽ khác. Vẫn là những pha power đến từ cả hai team. Không biết là lỗi gì đây. Khá là nhiều những tình huống lỗi kỹ thuật. Cậu Zera nãy giờ như vậy cắn được khoảng cả hai bàn tay rồi. Cắn móng tay nãy giờ. Khá là nhiều lỗi kỹ thuật, không hiểu lần này là đến ai đây. Nico à? Ôi, bây giờ anh mới để yên thì cô cũng có sổ rồi. Ôi, sách giáo khoa. Nghe giống ghi chép bài tập đầy đủ quá. Thật ra thì thời điểm hiện tại thì team nào có vẻ cũng có một cái cuốn gọi là playbook. Khi mà rõ ràng là không phải ngày xưa thì mọi người còn chế nhạo level, nhưng bây giờ thì tất cả các team quá nhiều bài vở nên cần một cái playbook. Và có vẻ như là lỗi kỹ thuật hơi lâu rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đợi nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với game thi đấu này mà thôi. Australian style.
smoke clears, I'll still be on my feet. Forget all of my fears, 'cause I know my destiny. I feel a champion waking inside of me. It's an emotion, the legend's broken. This is my moment. How is it possible that an event like this would begin with something as plain as two chat bubbles? And how is it possible that a city known as a regional mining and heavy industry hub transformed into a global esports capital? Well, here's how IEM Katowice redefined how we look at esports today. It's common knowledge that the 2020 edition will be the eighth time the Intel Extreme Master Series visits the Silesian region. But like many other esports events, its beginnings were quite humble. You've already seen the chat bubbles, but when Carmack, right now the vice president of pro gaming at ESL, received the offer from one of the city councilors, he quickly realized just how big of a challenge that was. When I first came into Spodek and I looked at all the seats and I looked at how huge the place is, I thought to myself, holy crap, that, you know, if we put 3,000 people in here, it's not going to look like a success. And if it doesn't look like a success, maybe our sponsors stop believing in it. Luckily, that was not an issue. From day one, the event was completely overflowing with fans. ESC Gaming, a Polish Counter-Strike team winning in front of their home crowd, as well as the aftershock caused by the StarCraft II and League of Legends tournaments, helped put Katowice on the global esports map. But it wasn't until the next year when the Silesian capital truly made its mark upon the world. They're three frags away now, Virtus Pro, as they will move the bomb in, and it'll be Fifth Laren and Exist to come charging in, and Snacks to go mowing them down. One more will do it for Virtus Pro. It's all on Forest. He gets the first. He doesn't get the second. Virtus Pro have won. Tails has delivered in front of the home crowd. This last action of the ESL Major Series 1 Katowice 2014 and Virtus Pro's victory defined what the event in Spodek Arena is today. Something that Pasha Biceps, who lifted the trophy back then, is more than aware of. The fans 2014 show people, show the world how esports event can be crazy. Event, and we have realized that there is a huge market out there, and I think what followed then, of course, an understanding on size of marketers, sponsors, city officials, that this phenomenon is there, it's there to stay, and it will only grow. With Counter-Strike making it to the big stage, the tournament shot up, growing bigger and bigger every single year, from around 50,000 attendees in 2013 to almost 175,000 in 2019, coming to see players compete in their favorite games. But as with all esports events, it's not only about the games, but more importantly, the players who play them. Throughout the years, IEM Katowice became not only something that many of them aspire to be a part of, but also a place that every year makes history for them and helps some of those players go against all the odds to pursue their dreams. I came into this tournament with my father. He passed away just before I got here, and his last wish was that I went here. And so I really want to dedicate this win to my father. The one thing you can never buy, you can spend 50 times more money than we ever spent in Katowice, you will not buy the fact that this is the oldest esports tournament of this kind in the world.
Vâng, và có vẻ như lỗi kỹ thuật cũng đã được khắc phục rồi. Một khoảng pause technical khá lâu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với map Thiếu Đôi Núc mà thôi. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 dành cho các thành viên bên phía Na'Vi. FaZe Clan vừa chiến thắng trong round thi đấu trước và họ sẽ có thể full buy một cách đầy đủ. Một khẩu Mark 10 được lên dành cho vị trí của Olof Meister. Trong khi đó thì khá là bất ngờ khi bên phía Na'Vi trong round thi đấu này họ vẫn chưa lên cho mình bất kỳ một khẩu AWP nào cả. Boomit sẽ là người giữ cho mình một khẩu MP9. Và đang là một đội hình có thể nói rằng default dành cho các thành viên bên phía Na'Vi mà thôi. Perfecto đây là người chơi ở nóc nhà vàng. Rain đang muốn tò mò khu vực outside này, đã xuống được đến đây rồi. Có đẩy tiếp hay không đây? Nhưng mà không có ai ở vị trí của Na'Vi ở vị trí này cả. Nhảy xuống ram rồi, nhảy xuống rất nhanh từ Olof. Một lửa chặn khu vực Under Heaven. Simple bắt được Rain ở khu vực outside. Lợi thế về người đang là 4v5 dành cho Na'Vi. Dưới khu vực bom site B đang có vị trí của Flamey cũng như là Boomich. Không biết là liệu FaZe Clan có đánh vào B luôn hay không. Đang giữ đến tận 2 người dưới bom B dành cho các thành viên bên phía Na'Vi. Nếu như FaZe Clan di chuyển vào bom site B trong tình huống này thì có lẽ sẽ là một thảm họa dành cho các thành viên bên phía FaZe. Kozera đang là người lurker ở bên ngoài khu vực A long. Vẫn đang còn khá nhiều tham dành cho các thành viên của bên phía team FaZe Clan. Nhưng vấn đề là họ có lẽ chỉ còn một con đường xuống B mà thôi. Liệu có muốn bò ngược lên trên khu vực Heaven hay không đây? Thực sự là rất khó khăn. Nico được bách ngược ra và có vẻ như sẽ quyết định bỏ ram dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan rồi. Đúng là như vậy. Họ đang phải tính toán đường đi một bước rất là kỹ càng. Họ đang muốn đánh chậm. Và ở đây thì bom xe áo được giữ bởi hai người. Perfecto nhìn thấy một vị trí ở bên phía FaZe Clan. FaZe đang kẹt ở ngoài khu vực lobby. Đi đâu và về đâu đây? Vẫn đang cố kết đẩy và Nico bắt được Simple. Có vào A luôn hay không? Nico bị bắn rồi. Nico bị hạ gục bởi Perfecto. Một mạng cho Electronic. Đây, Olof chỉ có một khẩu bác 10 và không làm được gì cả. Chỉ còn một mình đó là Broky và chỉ còn 8 giây. Broky một mạng mà thôi. Đó là mạng của Boomage. 3-1 dành cho Na'Vi. 3-1 dành cho các thành viên bên phía Na'Vi. Vẫn đang là một khởi đầu khá thuận lợi dành cho Na'Vi ở trong map Thiếu Đôi Núc này. Và hiện tại thì lượng tiền của các thành viên bên phía FaZe Clan không còn quá nhiều nữa rồi. Và thấy rằng ngày hôm nay Na'Vi các player vẫn đang có những động rất tốt. Họ đã bắn rất chắc chắn ở trong bom sai và khiến FaZe Clan phải tù túng. Và trong round thi đấu này thì FaZe buộc phải eco với chỉ khẩu P250 và một quả pháo cũng chặn thôi. Nhưng mà ở đây Electronic di chuyển hơi ngáo ngơ một chút và bị bắn yếu. Các thành viên của bên phía FaZe Clan, đây chỉ là một round thi đấu eco mà thôi. P250 đi go. Một quả smoke duy nhất trên người của Nico. Thật sự không có quá nhiều vốn dành cho các thành viên của bên phía FaZe Clan ở trong round thi đấu này. Và với bên phía Na'Vi đã có hai khẩu SG53 rồi. Electronic bắt đi được Rain. Ngay lập tức sẽ sủi về đến Electronic mà thôi khi mà anh cũng chỉ còn cho mình 31 HP. Và giờ thì tiếp tục Nico thể hiện khả năng bắn Deagle của mình. Chúng ta cũng từng được biết rằng FaZe Clan hay được mệnh danh với cái tên Deagle Clan rồi. Những khẩu Deagle trên tay các thành viên FaZe Clan thực sự cực kỳ đáng sợ. Và điều đó đã được chứng minh với một mạng của Flamey. Khu vực Ram đã tạm thời clear khi quả smoke của Nico buộc buộc Simple. Bây giờ Simple đẩy ra khu vực outside và bị nhìn thấy, bị phát hiện. Simple sấy rất nhiều và chỉ có một mạng của Kozera. Broky đổi mạng của Simple và Boomish đẩy lên khu vực Secret. Có phát hiện ra được ai hay không đây? Boomish đẩy rất xa. Nhưng mà các player bên phía FaZe Clan họ cũng bách dần về khu vực lobby rồi. Nico có một khẩu AK và liệu Nico có làm được gì trong round thi đấu này không đây? Clear được hoàn toàn khu vực A-Long đến từ vị trí của Boomish rồi. Một pha đẩy lên khá là hớ hênh dành cho vị trí của Simple, nói rằng hơi chủ quan một chút. Thì vẫn đang là 3v3, Nico nhặt lại cho mình một khẩu AK. Nhưng nên nhớ rằng đây là một khẩu AK không giáp, nhưng Nico. Nico bò ngược về từ khu vực Ram rồi, lên Heaven đến được vị trí của Nico. Nhưng Na'Vi chắc chắn sẽ biết điều này mà thôi, đã có người kề lại dành cho các thành viên bên phía Na'Vi rồi. Nico có làm được gì hay không đây? 10 giây ở bên phía FaZe Clan, họ vẫn bây giờ mới di chuyển vào trong bom sai. Trong bom còn người nhưng Perfecto mất tập trung rồi. Ngay lập tức Nico có bao nhiêu đủ tham đặt bom hay không? Không đủ tham đặt bom rồi, ôi trời ơi, các thành viên bên phía FaZe Clan. Và bây giờ thì có người chết sau thời gian hay không đây? Có vẻ như nạn nhân đó chính là Olof Meister. Nhưng Boomish cũng bị ảo không bởi Nico rồi. Vâng, một round anti-eco rất là vất vả đến từ Na'Vi. Và họ chỉ có thể chiến thắng sau khi thời gian chạm mốc 0 giây. Vâng, một round thi đấu eco quá tốt đến từ FaZe Clan. Rất may cho Na'Vi là hai player ở trong bom xe A đã câu kéo đủ thời gian. Một round thi đấu khá là vất vả khi họ đã mất tới 4 khẩu súng. Bây giờ trong round thi đấu này thì FaZe Clan họ có thể full buy. Nhưng mà Olof Meister có vẻ vẫn yếu tiền khi phải chơi một khẩu Mark 10. Trong khi đó thì Na'Vi cũng không khá khẩm hơn khi Boomish phải chơi một khẩu MP9. Có một khẩu AWP của Simple
ở trên khu vực Heaven kê ra ngoài khu vực outside. Olof đang muốn tò mò sau quả smoke này. Có thể thấy rằng từ đầu đến giờ thì các thành viên bên phía Na'Vi họ khá là ít khi gây áp lực từ sớm ở bên ngoài khu vực A-Long. Simple cũng chỉ giữ ốp ở tít từ Heaven ngắm sang mà thôi. Và các thành viên của bên phía FaZe Clan thì sao đây? Round thi đấu mà chúng ta nhìn thấy rằng Gali AK lượng súng mà nói rằng không quá đầy đủ cho các thành viên bên phía FaZe Clan. Nhưng ngược lại thì họ cũng đang có khá là nhiều bom. Và bây giờ thì FaZe Clan giữ cả 5 người ở bên ngoài khu vực lobby rồi. Có lẽ sẽ là một tình huống set bài trong khu vực bom site A chăng? Chúng ta cùng chờ đợi xem nào. Thời gian vẫn đang còn khá nhiều dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan. Rất kiên nhẫn đến từ FaZe. Và bây giờ đã bắt đầu set bài ở khu vực bom site A rồi. Một lửa khu vực nóc nhà vàng. Và người ở đây là Perfecto bị trắng đến chết. Femi đổi mạng của Ren. Simple có mạng của Broky vào đây. Muốn đổi hướng đánh xuống khu vực Ram. Có Simple ở đây. Simple và Femi đã có hỗ trợ kịp thời. Liệu có nhìn thấy vị trí của Kozera hay không? Trả một quả bom ra và nhá thấy rồi. Simple bắt được Kozera. 3v2. Và ở đây Flamey tiếp tục cố mạng của Olof. Nico đổi mạng của Electronic. Chỉ còn một mình Nico mà thôi. Xử lý thế nào khi quả bom đang rơi là rất xấu. Và đây Flamey cùng với Simple. Hai cái scope đang chĩa thẳng ở vị trí của Nico. Simple bắt được Nico rồi. Và đó là round thắng thứ 5 dành cho Na'Vi. Triple kill dành cho Simple. Tỏa sáng đúng lúc. Rất bất ngờ. Simple đã có một quyết định di chuyển đội hình. Có thể nói rằng cực kỳ hay. Khi di chuyển của ốp ra khu vực Ram. Các thành viên của bên phía team FaZe Clan có vẻ như hơi bí bách trong map thi đấu ở núp đây rồi. Tỷ số hiện tại đang là 5-1 dành cho bên phía Na'Vi. Một pha bắn quá tốt của Simple khu vực Ram với triple kill. FaZe sau khi nhận ra là họ không thể đánh được vào khu vực bom site A thì họ đã phải đổi hướng. Nhưng mà gặp khẩu ốp của Simple. Ở đây Nico ăn một quả nết vào giữa mặt. Còn đó là 58 máu. Electronic đang bò sau quả smoke của A-Long. Liệu có phát hiện được bất cứ vị trí nào của bên phía FaZe Clan hay không đây? Không nên tò mò khi khẩu DE trên tay của các thành viên bên phía FaZe là rất nguy hiểm. Hai quả smoke A-Long và tràn xuống Secret rồi. Một quả lửa được chặn ra nhưng vẫn có hai player của FaZe kịp đi xuống. Và bây giờ có thành viên nào bên phía Na'Vi back xuống hay không đây? Vâng, có Boomish. Boomish có mạng của Nico bị nhảy trượt rồi. Và đó là Olof đổi mạng thành công. Olof với Broky chỉ còn nửa máu. Ở đây Flamey đã kịp xuống back xuống bom site B. FaZe Clan họ sẽ phải vào bom site mà thôi. Chạy cả ba lên khu vực bảng điều khiển và Flamey đã nghe thấy. Ở đây Simple đẩy khẩu ọp ra nhưng mà bắn trượt rồi. Lộ vị trí đến từ các thành viên bên phía FaZe Clan. Flamey vẫn đang giữ một vị trí rất chắc chắn ở đây. Liệu FaZe họ có check vào không? Simple có mạng của Rain và Flamey chỉ có một mạng. Kozera đổi mạng thành công. 2v3. Bom site B đã được chiếm nhưng mà để đặt được bom thì không hề dễ dàng khi Electronic trả một quả bom vào quả trả một quả lửa vào khu vực default. Buộc phải lùi ra đến từ FaZe Clan khi họ biết không thể lao đầu vào đặt bom ở khu vực bom site B đâu. Vẫn đang khá từ tốn dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan nhưng thời gian không còn nhiều nữa rồi. Quyết định đánh có thể nói rằng khá chậm và bây giờ Na'Vi vẫn đang giữ hai người ở dưới khu vực Ram. Tuy nhiên bây giờ FaZe Clan lại bỏ người lại lên mini. Và trong bom site A đang là vị trí của Perfecto. Vẫn walk đến được các thành viên bên phía FaZe Clan. Nhưng chắc chắn một thời điểm sẽ phải chạy mà thôi. Perfecto phát hiện ra thông tin rồi. Một quả nết được trả vào. Perfecto cần câu giờ. Nhưng câu giờ là người kết thúc đi là Perfecto. Và giờ thì bên phía team FaZe Clan có đủ thời gian đặt bom hay không đây? Lần này thì đủ rồi. Bộ đồ Electronic cũng như là Simple sẽ phải retake. Những hai player bên phía team FaZe Clan đang rất yếu máu. Một người di chuyển lên Heaven đó chính là Electronic. Và giờ thì Simple cố gắng lấy thông tin. Và giờ thì Simple có ăn được Olof Meister hay không đây? Một mạng dành cho vị trí của Simple. Câu Zera lộ vị trí rồi. 27 HT và đó là một tiếng đục xuyên tường đến từ Simple. Không thể tin được cái tên Simple và tỷ số là 6-1 dành cho Na'Vi thôi. Một pha đục quá ảo diệu đến từ Simple. Đục xuyên qua tường ở nhà vàng. Chết đi vị trí của Câu Zera. Một pha bắn khủng khiếp và bây giờ tỷ số là 6-1 dành cho Na'Vi. Na'Vi đang thể hiện một bộ mặt thực sự thuyết phục bên phía CD Side của map thiếu lúc này. Một quả nết Tojera hạ gục được Perfecto. Nhưng mà như vậy là không đủ. Khi mà hai player bên phía Na'Vi họ có thời gian để back về và họ vẫn còn rất nhiều máu. Pha đục thực sự là kinh khủng đến từ Simple. Rất ảo. Trong khi đó từ nãy giờ chúng ta thấy rằng FaZe Clan họ đánh khá là phức tạp. Liên tiếp là những tình huống mà rõ ràng họ chiếm được map rồi nhưng họ không bao giờ di chuyển thẳng vào trong một bom site luôn. Luôn luôn là những tình huống back ngược về. Tuy nhiên thì cũng phải kể đến các thành viên bên phía Na'Vi. Tất cả các player của họ đều đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Có vẻ như là hai bước chạy đà tại Ice Challenge cũng như là Blast
đang thực sự giúp Na'Vi bay cao, đặc biệt là trên đôi cánh của Simple. Simple trận đấu này đang thể hiện một màn trình diễn thực sự là thuyết phục. Mát thì đó là lúc này ra thì vẫn chưa bao giờ mình đánh giá cao Face Clan ở trong Mát thiếu núp. Ngày xưa thì Face Clan autoban Mát thiếu núp, nhưng có một khoảng thời gian khi mà họ thu nhập Neo về thì các thành viên bên phía Face Clan bắn ở Mát thiếu núp này rất nhiều, tập luyện trong Mát thiếu núp cực kỳ nhiều. Tuy nhiên rằng tôi chưa bao giờ đánh giá cao Face Clan ở trong Mát thiếu này cả. Thật sự thì đây cũng không phải là một map quá mạnh dành cho các thành viên bên phía Face Clan. Dù sao đây là một map nó liên quan nhiều về vấn đề teamwork cũng như là di chuyển đội hình hơn. Và thế mạnh của các thành viên bên Face Clan, cái điểm mạnh nhất của họ thì chúng ta đều biết rồi, đó chính là kỹ năng cá nhân của các player. Đúng là như vậy, đây là một map hơi có thiên hướng về CT một chút. Và T-Side họ cần phải có một teamwork thực sự tốt thì mới có thể chiếm được lợi thế cho map thi đấu này. Vẫn là những tình huống sau tactic đến từ cả hai team. Không, có vẻ như đây là lại lỗi kỹ thuật. Lại lỗi kỹ thuật à? Nhiều lỗi kỹ thuật thế nhỉ? Vâng, giải thi đấu lần này có vẻ như ra trận thi đấu vừa rồi còn không nhiều lỗi kỹ thuật bằng trận Na'Vi với cả Face Clan. Không biết rằng mấy ông Nip với cả Vitality vừa rồi có làm gì máy móc hay không đây. Khá là mất thời gian với những tình huống lỗi kỹ thuật như thế này. Và những tình huống bow tactical này cũng sẽ khiến cho tinh thần của các player gặp khá là nhiều bất lợi. Rõ ràng khi chúng ta đang trên cái đà như thế này mà tự nhiên lại bị dừng lại, bow lại sẽ khiến cho các cả player gặp một chút gì đó gọi là khó chịu. Hơi tụt bút, ui ôi, cam để chiếu kiểu gì này. Vâng, production value đến từ vị trí của bên ban tổ chức ESL. Quả cam có thể nói rằng khá là hài hước. 6-1 đang là tỷ số hiện tại và khẩu AWP của Simple vẫn đang phát huy tối đa cái tác dụng của mình. Thật sự thì từ khi Simple được quay trở lại với vị trí upper thì anh lại thể hiện cái phong độ quái vật của mình. Rõ ràng là xét về khả năng bắn up bây giờ so sánh với Simple có lẽ chỉ có mỗi Zai U thôi. Tuy nhiên thì trong một bài phỏng vấn gần đây, Simple cũng tự tin khẳng định luôn anh không hề nghĩ rằng Zai U vượt trội hơn anh về mặt kỹ năng cá nhân. Rất tự tin, mặc dù trước đó thì Simple vẫn luôn nói rằng anh không muốn nghĩ quá nhiều đến việc mình là player số 1 thế giới hay không. Vì điều đó cũng chắc chắn sẽ đặt áp lực lên anh. Tuy nhiên, sau cái bảng xếp hạng HLTV năm 2019 chúng ta vừa được chứng kiến, thì ngay tại giải thi đấu Blast Premier Spring, Simple đã có một màn trả lời phỏng vấn có thể nói rằng cực kỳ tự tin. Vâng, nhưng mà Simple với Zai U thì vẫn là 1-9-1-10 mà thôi. Không khác gì Ronaldo và Messi của bóng đá cả. Và chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi rất khó này, đó là ai hay hơn. Nhưng mà mình đánh giá đây là hai player chủ lực của hai team rất mạnh, đó là Na'Vi cũng như là Vitality. Thì việc họ đang có một phong độ tốt thì đó là một tín hiệu khả quan cho hai đội tuyển này. Cập nhật tình hình của trận thi đấu cùng giờ là Fnatic Renegade. Thì Fnatic đã có cho mình chiến thắng ở trong map thi đấu đầu tiên với tỷ số là 16-4 rồi. Khá là trong vánh dành cho các thành viên bên phía team Fnatic. Fnatic thì họ cũng đã có cho mình một quãng nghỉ khá là dài, gần như là đến tận gần 80 ngày. Chưa có một trận thi đấu chính thức nào. Có vẻ như là phong độ của các thành viên bên phía team Fnatic vẫn đang khá là ổn định, chưa gặp quá nhiều trắc trở khi họ với chỉ phải đối đầu với cả Renegade mà thôi. Và có vẻ như chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với trận thi đấu này. Tỷ số đó là 6-1 nghiêng về các thành viên bên phía Na'Vi và tiếp tục sẽ là một round thi đấu full buy đến từ đội hình bên Face Clan mà thôi. Đây sẽ là key round cho cả hai team khi lượng tiền của hai bên là đang là không nhiều. Perfecto có một khẩu MP9, còn bên phía Face Clan đó là 5 khẩu SG. Là chia người ra để chiếm map rất cơ bản đến từ Face Clan. Giờ thì bên phía của Face Clan lần này thì có vẻ nhỏ vẫn đang quyết định sử dụng cho mình một tactic rất chậm mà thôi. Simple đẩy ở bên ngoài. Simple lần này sẽ sử dụng khẩu ốp của mình ở khu vực thùng xanh. Một quả nết khá tốt vào vị trí của Rain, cầu đi được 30 máu. Các player của Face Clan có vẻ như họ đang muốn set up bài smoke ra khu vực outside rồi. Simple sẽ xử lý tình huống này như thế nào đây? Có thêm Boomix hỗ trợ ở khu vực mini. Nhìn thấy rất nhiều quả smoke bay ra, nhưng mà không ai bên phía Face di chuyển ra khu vực outside cả. Có vẻ như đây chỉ là một tình huống fake thôi và Simple nhìn thấy hết rồi. Simple đứng trên thùng xanh nhìn qua những quả smoke và đã thấy hết rằng không có bất cứ một thành viên nào của Face Clan di chuyển ra khu vực outside. Và có vẻ như Na'Vi đã đoán ra là Face Clan sẽ tấn công vào khu vực lobby. Đúng như vậy, ba người tụ tập một khoanh xung quanh khu vực cửa vàng.
tràn ra A rồi. Ở đây bắn nhau rất nhiều. Perfecto có mạng của Rain, đổi mạng rất nhanh như câu Zera. Olofmeister có double kill. Boomix có mạng của Nico. Ở đây câu Zera bắn chết thêm được Boomix. Và đó là double kill cho câu Zera. Chỉ có một mình Flamey mà thôi. Một mình Flamey. Một pha tràn A rất nhanh đến từ FaZe Clan. Và bốn thành viên bên phía Na'Vi chỉ đổi được hai và như vậy là không đủ. Flamey không còn lựa chọn nào khác là buộc phải đi xếp súng. Một pha đánh A có thể nói rằng cực kỳ tốt đến cho các thành viên bên phía FaZe Clan. Của Flat rất chất lượng. Và chúng ta nhìn thấy rằng Na'Vi mặc dù round thi đấu vừa rồi họ biết. Họ biết rằng đối phương đánh A rồi. Simple đã có cho mình rất nhiều thông tin ở bên ngoài khu vực outside. Nhưng với những quả Flat được trả vào đến cho FaZe Clan thì tất cả các player của Na'Vi trong bombsite A gần như không có cơ hội. Chúng ta thấy rằng tình huống vừa rồi gần như là bắn đến tận 3-4 A rồi. Tuy nhiên bên phía Na'Vi chỉ đổi được hai người mà thôi. Đa phần sẽ là 2-6 dành cho FaZe Clan. Đa phần là các thành viên Na'Vi họ đều chết trắng bởi những quả flash của mình FaZe. Và Olof cũng như là Cole đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình với mỗi người một cái double kill. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-6. Khoảng cách chỉ còn là 4 round. Nhưng mà round thi đấu này thì Na'Vi sẽ yếu tiền. Một key round mà Na'Vi đã đánh mất. Đây sẽ là tiền đề để cho các thành viên của bên phía FaZe Clan có thể comeback. Ngay lập tức phải là một tình huống time out dành cho các thành viên bên phía Na'Vi rồi. Rõ ràng Na'Vi cũng nhận thức được sự quan trọng khi mà họ để thua trong round thi đấu vừa rồi. Phải nói rằng Blade đang đưa ra rất nhiều chỉ thị cho những học trò của mình. Và bên phía kia thì Yanko cũng vậy. Thực ra thì cá nhân mình đánh giá rằng đây có thể nói rằng là hai huấn luyện viên đóng góp rất nhiều cho team. Có thể nhiều người không nhìn nhận được cái sự đóng góp của Yanko cũng như là Blade dành cho Na'Vi và FaZe Clan. Tuy nhiên thì từ khi mà có Blade cũng như là Yanko trong đội hình của hai team này thì cả hai team đều đã có cho mình những cái cải thiện cực kỳ đáng kể. Vâng, đúng là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ 9. Round thi đấu mà Na'Vi họ Foxbye có một khẩu Scar cho Simple và một khẩu M4 cho Flamey xếp được từ round thi đấu trước. Bên phía FaZe Clan với đó vẫn là 5 khẩu SG mà thôi. Tôi đã thấy FaZe Clan họ chạy rất nhanh vào khu vực Secret mà không cần bất cứ một quả smoke nào. Họ tự tin rằng Na'Vi không có đủ lượng súng ống để có thể đấu lại với những khẩu SG. Ở đây Boomish đang nhá rất nhiều khu vực Secret. Rain vẫn đang giữ lại. Có chạm trán ở đây hay không? Nhưng mà Rain vẫn đang kê lại rất trì. Trên tay Boomish đây là một quả nết. Và nên trả quả nết này ra ngay bây giờ, ngay lúc này. Khi mà Rain đang đứng trước vị trí của anh. Cấu Zera bắn ngay vào mặt của Simple rồi. SG đấu với Scout và Cấu Zera đã giành phần thắng. Chúng ta lại một lần nữa thấy được sức mạnh của những khẩu SG 553. Giờ thì lợi thế hơn người đang thuộc về các thành viên bên phía FaZe Clan rồi. Tuy nhiên thì họ xuống được Secret nhưng họ không xuống hẳn dưới hầm khu vực bombsite B. Lần này Electronic có vẻ đang bị quay lại rồi, xong rồi. Một quả lửa trả vào tay cho Electronic. Electronic là người bắn tốt hơn. Vẫn còn cho mình 50 HP nhưng trong gara có người về Electronic sẽ làm gì đây? Các thành viên của bên phía team FaZe Clan rất tư tốn. Electronic nhặt lại khẩu SG và kết thúc được câu Zera. Cái gì thế này? Đừng bảo với tôi các thành viên bên phía FaZe Clan sẽ để thua trong round thi đấu mà họ cũng đã có cho mình rất nhiều lợi thế. Boomish vẫn còn bom, nhà thì đối phương rồi. Một quả smoke trả ra. Boomish vẫn chưa chết và bây giờ thì Boomish có thể câu giờ được dưới khu vực bom site B. FaZe Clan bị chặn đứng đường di chuyển của họ rồi. Nhưng vẫn còn 25 giây để cho các thành viên FaZe Clan có thể xử lý. Có vị trí của Olofmeister đang bỏ trong khu vực RAM. Và liệu Boomish có giữ được cái khu vực này không? Khi mà quả lửa tràn đã buộc Boomish phải lùi về. Lửa đốt rất đau và Boomish chỉ còn đó là 3 máu mà thôi. Broky cũng như là Rain đang di chuyển rất nhanh xuống khu vực cửa nhỏ. Boomish chỉ với 3 máu và ngay lập tức bị hạ gục bởi Olof. Olof có cho mình double kill và bây giờ Flamey back xuống khu vực bombsite B. Bắt được Rain rồi. Trong sai đó là Broky. Liệu Broky sẽ xử lý như nào trong tình huống này đây? Một tình huống retake khi mà cả hai thành viên bên phía Na'Vi đều không có kit. Một quả flash nhảy ra ngay lập tức. Hơi trắng rồi. Olof nhìn thấy vị trí của Flamey nhảy ra và Broky ở trên này. Lợi thế về vị trí đang thuộc hoàn toàn về bên phía FaZe Clan. Olof có cho mình một triple kill và bây giờ Perfecto xử lý như thế nào đây? Khi trên tay anh của anh chỉ là một khẩu Deagle. Thời gian thì cũng không còn là nhiều nữa. Bây giờ xử lý như thế nào và nhìn thấy rồi và đó là mạng dành cho Broky. Một round thắng hơi vất vả một chút dành cho bên phía FaZe Clan. Nhưng round thắng là round thắng. Đó là round đấu thứ 3 dành cho FaZe. Một pha xử lý cực kỳ bình tĩnh đến với các thành viên bên phía team FaZe Clan. Và đây là lý do tại sao mà các thành viên bên phía FaZe Clan quyết định để cho Broky quay trở lại vị trí upper và đưa Olofmeister trở lại vị trí lurker quen thuộc. Nhưng mà trước đó cũng phải kể đến một pha bắn quá tốt của Electronic với một khẩu CZ. Không ai có thể nghĩ được là anh có thể hạ gục được Nico trong tay là một khẩu SG và thậm chí nhặt khẩu SG quay lại bắn vào mặt người tiếp theo. Double kill không tưởng được Electronic và bây giờ sẽ là một round thi đấu eco đến từ Na'Vi. Hai quả nết trả ra cấu được nửa máu đến từ Rain.
Nico di chuyển được xuống khu vực secret với hai quả smoke ở khu vực outside. Rain vẫn đang kê lại khu vực gara rất là chắc chắn. Liệu nào Vi với cái đội hình setup này thì họ có bắt được khẩu súng nào của bên phía FaZe Clan hay không đây? Khi mà bên phía FaZe họ vẫn đang kê lại rất là chắc chắn. Từ đầu trận đến giờ thì em thấy là round nào FaZe Clan họ cũng chơi rất chắc chắn ở khu vực đầu, thời gian đầu của round đấu không có round nào mà họ phi nhanh cả. Và ra thì có đúng một round thi đấu vừa rồi là một round thi đấu mà bên phía FaZe Clan phi nhanh xuống Squid. Tuy nhiên thì sau đó họ cũng giữ lại. Thật sự thì FaZe Clan vẫn luôn là một team ưa thích cái phong cách đánh chậm của mình. Và bây giờ thì Electronic lại là một khẩu súng lục, nhưng Electronic có ai mà cái gì vậy? Hình như tình huống vừa rồi là tự buff flash tự mù đúng không nhỉ? Hình như là như vậy rồi, và Electronic tiếp tục có một double kill trong một round thi đấu mà Na'Vi yếu tiền hai round liên tiếp rồi. FaZe đang làm cái gì vậy? Và bây giờ lợi thế về người đang thuộc về Na'Vi, liệu họ có tận dụng được không khi mà trên người của họ đang không có giáp? Simple có cho mình một khẩu Deagle. Bây giờ Flamey bắn nhau và bị hạ gục bởi Brokey rồi. Lợi thế về súng ống đang thuộc hoàn toàn về FaZe Clan. Và Na'Vi cần phải thi đấu thật cẩn trọng. Bên dưới phu bom sai B đang là ba người của Na'Vi. Và nếu FaZe Clan xuống B thì đó là chui vào dọ mà thôi. Ở đây Perfecto đổi mạng của Nico. Lợi thế về người vẫn đang thuộc về bên phía Na'Vi. Brokey biết vị trí của Perfecto rồi và di chuyển thẳng xuống khu vực cửa vàng. Ở trong B vẫn còn đó là vị trí của Simple. Simple sẽ xử lý tình huống này như thế nào đây? Nhìn thấy người đặt bom rồi, Simple bắt được Brokey và chỉ còn một mình Olof mà thôi. Olof đổi mạng của Victor và đó Simple. Round thi đấu Echo chiến thắng dành cho bên phía Na'Vi với một double kill dành cho Simple. Và cùng với đó là Electronic, hai player xuất sắc nhất bên phía Na'Vi đã lên tiếng đúng lúc trong một round thi đấu Echo trắng lên từ Na'Vi, không thể tin nổi. Quái gì vậy? Tôi không hiểu tình huống vừa rồi. Tự bút flash tự mù à? Vâng, thật bất ngờ. FaZe Clan hay là G2 đây? Vâng, thậm chí G2 bây giờ còn không để thua Eco nữa. Một round Eco nói là gần như dần trắng xóa dành cho các thành viên bên phía Na'Vi. Thậm chí vừa rồi Electronic còn có hai mạng với khẩu P2000. Vâng, đúng là như vậy. Mà có không bắn vào đầu, bắn vào người, cứ đứng sau mà spam vào lưng thôi. FaZe Clan họ cần thực sự phải xem xét lại những cái chiến thuật của mình trong round mà đối phương Eco. Và cái đấy là những pha bắn quá tốt đến từ Simple và Electronic. Thật ra thì vừa rồi cũng là một pha bắn có thể nói rằng khá tín đến từ cái tên Electronic. Tuy nhiên thì để thua một round thi đấu Funico như này cũng khá là khó chấp nhận dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan. Và lợi thế lại được nới rộng lên thành 4 round dành cho Na'Vi. Và bây giờ FaZe Clan họ vẫn có thể full buy được, nhưng lượng tiền của họ đang yếu đi rất nhiều sau round thi đấu thua vừa rồi. Key round dành cho các thành viên của bên phía team FaZe Clan. Hiện tại Na'Vi lượng tiền còn phải quá nhiều. Lần này thì bên phía Na'Vi sẽ không sử dụng bất kỳ một khẩu AWP nào nữa rồi. Trong khi đó bên phía FaZe Clan cũng vậy. Thực ra thì ở map thi đấu đến lúc này sử dụng ốp bên phía T-side cũng là khá khó, và lại là một round thi đấu set by out dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan rồi. Lửa đâu rồi? Một quả lửa đã trả vị trí của Perfecto, thêm phát rất trắng. Perfecto đứng trên lửa mà không hề hay biết điều này. Nico à cũng điểm Perfecto trong bom xe không còn ai cả. Boomix đang di chuyển vào. Nhưng bây giờ thì gần như cả bom xe được chiếm hoàn toàn bởi các thành viên bên phía FaZe Clan rồi. Rain headshot đi được Boomix. Có cơ hội nào retake dành cho Na'Vi đây? Có lẽ nên đi xếp súng đến bộ ba còn lại bên phía Na'Vi của tôi, nhưng Electronic đang bị kẹt lại. Electronic có một, có hai dành cho vị Electronic, vị trí của Electronic. Bản Edgar nói rằng cực kỳ tin tay. Và bây giờ thì cơ hội lại được mở ra rồi, nhưng thực sự nó vẫn sẽ là rất khó khăn dành cho Na'Vi. Chỉ còn Flamey ở vị trí Heaven này, và Flamey sẽ xử lý như thế nào đây? Khi mà quả bom không đặt về hướng của anh, và đấy Simple đấu với Olofmeister và Simple bị hạ gục rồi. Flamey không còn lựa chọn nào khác là buộc phải đi xếp súng này mà thôi. Một round thi đấu set bài A cơ bản đến từ FaZe, và lần này họ đã có được chiến thắng dành cho mình. Như em để ý thì Perfecto đã có hai round liền. Anh ta đứng ở trên khu vực nóc nhà vàng. Hai lần bị dính cái bài này rồi. Dính quả lửa cùng với một quả flash trắng xóa, chả thấy cái gì cả. Và bị Olofmeister tăng ra hạ gục hai lần liền rồi. Và chưa thấy Perfecto có được bài học gì cả. Ra thì Perfecto cũng là một player có thể nói rằng khá trẻ. Kinh nghiệm của Perfecto vẫn chưa phải là quá nhiều. Đang có một tình huống giật lag clean feed. Tính ra thì với lượng tiền này thì các thành viên bên phía Na'Vi có lẽ họ sẽ phải fork bài trong round thi đấu tiếp theo mà thôi. Rất mong anh em thông cảm những tiếng lỗi clean feed. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với round thi đấu này. Cũng là một round thi đấu fork bài dành cho các thành viên của bên phía Na'Vi. Và bây giờ thì Simple có thêm một khẩu AOG, Flamey một M4 và những player còn lại đều là CZ cũng như là Deagle mà thôi. Olofmeister thì có vẻ như đi đã bị bắn yếu rồi. Chỉ còn lại cho mình 20 HP.
Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem nào. Round thi đấu này, FaceClan quyết định bỏ chay vào trong khu vực bom xe A. Không chính xác hơn là bỏ chay chiếm ngoài khu vực outside mà thôi. Quyết định khá bất ngờ đến các thành viên bên phía FaceClan. Liệu Simple có phát hiện được những tình huống di chuyển này của bên phía FaceClan hay không đây? Bò rất là cẩn thận đến từ câu Zera. Nhìn thấy Simple, nhìn thấy Electronic và Electronic bị hạ gục. Để đã chiếm được khu vực Heaven đến từ FaceClan rồi. Rain liệu có muốn bò lên cái khu vực này hay không, khi mà Olop đang kê lại rất chắc chắn ở khu vực lobby. Olop có mạng của Boomish và Perfecto muốn đẩy ra để đổi mạng. Perfecto bắn vào mồm của Broky. CZ đối với SG nhưng Perfecto vẫn có thể làm nên điều thần kỳ. Và đây Olop đang yếu lắm rồi. Olop với Perfecto cả hai đều yếu nhưng Olop thì đang bị kẹt. Và có Flamey hỗ trợ ở đây. Flamey cần phải nhanh hơn trước khi người ở phanh ra back về. Olop có mạng của Flamey, pha bắn quá tốt đến từ Olop. Dù lượng máu của anh đang là quá yếu. Và Nico back up hạ gục đi được Perfecto. Simple có một mạng của Nico, nhưng mà có thêm mạng thứ hai hay không khi mà Simple đã bị lộ vị trí với một khẩu AUG. Olop đẩy ra để bait cho Nico bắn, cho Rain bắn. Và đó là round thắng tiếp theo dành cho FaceClan. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-7. Chúng ta thấy rằng các thành viên bên phía FaceClan cẩn thận đến như thế nào. Rõ ràng là họ cũng biết được sức mạnh của các thành viên bên phía Na'Vi. Quả C4 rơi và ngay lập tức có người phải vòng tít về khu vực A-Long, vòng ngược về đầu lobby. Và trong tình huống cuối cùng 1v3 thì họ có thể nói rằng cũng cực kỳ rất cẩn thận, không hề có những tình huống overpick. Họ đợi cả ba người di chuyển về để có thể cùng nhau hạ một tiếng Simple. Rõ ràng họ biết được rằng bên phía Na'Vi đều là những cá nhân đúng không, nói rằng cực kỳ nguy hiểm. Và FaceClan đang dành rất nhiều sự tôn trọng dành cho các thành viên bên phía Na'Vi. Đúng là như vậy. Và trong round thi đấu này thì Na'Vi Eco và họ đang có quyết định đẩy đến 4 người xuống khu vực Secret. Ý đồ của họ là gì đây? Nghĩa là cả 5 người luôn. Và ở bên phía FaceClan thì cũng có Nico ở đây, một quả lửa khá là chí mạng. Liệu Na'Vi họ sẽ đẩy lên hay rút về? Bị đốt rất đau đến từ Perfecto. Tất cả đang tụ tập ở trên khu vực bằng điều khiển. Olof phải ra được vị trí của Simple. Úi dồi ôi, Nico tràn vào động kiến lửa rồi. Rain có mạng của Perfecto. Olof bắt đi được Electronic và chỉ còn một mình Boomish với khẩu SG trên tay nhưng mà không có giáp. Tốt nhất là Boomish nên đi xếp cái khẩu SG quý giá này mà thôi. Khi mà round thiếu tiếp theo, Na'Vi họ có thể full buy nhưng lượng tiền của Simple cũng không phải là quá nhiều đâu. Rất khó có thể xếp khẩu SG này khi Boomish đang bị kẹt lại ở đây rồi. Chắc chắn Boomish sẽ nằm mà thôi, không có cơ hội xếp cho mình khẩu súng. Tỷ số sẽ là 6-7 dành cho các thành viên bên phía team FaceClan. Rất phớt sáp, có thể nói rằng đang được các thành viên bên phía FaceClan kéo lại về thế cân bằng rồi. Khoảng cách chỉ còn lại là một round thi đấu và chúng ta cũng sẽ chỉ còn 2 round nữa trước khi kết thúc lượt thi đấu phớt sáp mà thôi. Và FaceClan hoàn toàn có thể dành cho mình một chút lợi thế trong cái lượt thi đấu phớt sáp này. 7 round bên phía CD side của map Nook có thể nói là không đủ, sẽ không phải là một tiền đề tốt cho Na'Vi trong cái lượt second half đang chờ đợi ở phía trước. Và trong round thi đấu này thì Perfecto sẽ chỉ có cho mình một khẩu pha mát khi lượng tiền của cả team là không nhiều. Nhưng phía FaceClan thì họ vẫn có thể full buy một cách thoải mái thôi, khi tất cả các player của họ đều thừa thãi. Bây giờ sẽ là một tình huống timeout dành cho FaceClan. Mặc dù vừa thắng xong nhưng mà họ vẫn có một tình huống timeout rất là cẩn thận. Sẽ là một round thi đấu full buy dành cho Na'Vi. Như đã nói từ đầu rồi, lượng tiền không phải là quá nhiều. Một player sẽ phải sử dụng cho mình một khẩu pha mát. Không có ốp dành cho Simple. Nếu như để thua trong round thi đấu này thì khả năng rất cao FaceClan sẽ có cho mình tỷ số 8-7 bước vào lượt thi đấu second half. Na'Vi không còn nhiều tiền nữa rồi. Bây giờ thì bên phía FaceClan, lần này thì họ sẽ quyết định đánh nhanh hay đánh chậm đây. Electronic đẩy ở khu vực outside rồi, nhưng quả nết trả ra cực kỳ đau. Electronic chỉ còn cho mình 57 HP mà thôi. Vẫn đang nấp lại sau quả smoke này. Nhưng bây giờ Electronic có lẽ là nên lùi về đi thôi. FaceClan thì họ cũng đang rất bình tĩnh đợi quả smoke tan và sau đó thì họ sẽ thực hiện những bài chiếm khu vực A-Long cơ bản. Vẫn là những pha đánh chậm quen thuộc đến từ FaceClan. Họ đang án binh bất động, chưa có bất cứ quả giao tranh nào xảy ra. Và đây Rain đang căn một quả smoke outside, sẽ là hai quả smoke outside đến từ bên phía FaceClan. Liệu họ có muốn di chuyển xuống khu vực Secret hay không? Electronic, một góc đứng có thể nói rằng có khá nhiều thông tin. Tuy nhiên trên tay anh chỉ là một khẩu M4. Các thành viên của bên phía FaceClan đang bò rất cẩn thận rồi. Bây giờ thì Electronic không hề phát hiện ra điều này.
có vẻ chỉ đang nghi ngờ điều gì đó với Electronic rất tinh quái. Nhưng anh cũng chỉ đổi được một mà thôi. Kozera, Sipo đã bị kẹt lại đây. Sipo góc đứng rất bất ngờ nhưng đó bắn lôi đến từ Sipo, không thể tìm được Perfecto. Bây giờ cũng phải đi côm ra đi Flammy dẫm lửa kết thúc Rocky, nhưng chỉ còn lại một mình Flammy mà thôi. Nhanh đã đưa về tình huống là 1v1 rồi. Flammy không biết người cuối cùng ở đâu, vẫn đó là thằng thứ 7 dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan. Một pha bắn lỗi quá đáng tiếc dành cho cái tên Sipo. Thực sự là mù mắt khi mặc dù là Sipo đã bắn vào được vào đầu của Olof Meister trước nhưng anh không thể kết thúc, khi mà Olof Meister với chỉ một máu quay lại và bắn chết Sipo. Thật sự là bây giờ Na'Vi họ đã mất đi cái key round của mình với một lỗi cá nhân rất là khó khăn. Flamy dù rất cố gắng khi đẩy qua lửa và có cho mình double kill mà chỉ về 4 máu thì như vậy là không đủ. Nico đã có pha cứu lại quá là kinh nghiệm. Và bây giờ thì trong đoạn thi đấu cuối này thì Na'Vi họ đang yếu tiền khi Sipo chỉ có một khẩu XM mà thôi. Ở đây Electronic đẩy ra khu vực outside và bắt đi được Nico. Một, dù là Electronic đã yếu máu nhưng mà đổi một đã là quá tốt rồi. Và đây có vẻ như Sipo đang muốn đẩy ra khu vực lobby hay chăng. Một khẩu XM 1014 trên người của Sipo. Tuy nhiên thì Olof Meister đang kề lại, có thể nói là rất kinh nghiệm rồi. Và bây giờ thì Sipo, Olof Meister đã lộ ai chưa đây? Olof Meister lộ rồi nhưng Sipo không được rồi, chỉ là một khẩu XM 1014 mà thôi. Lợi thế hơn người đã mất. Và các thành viên của bên phía team Na'Vi sẽ làm gì đây? Tiếp tục đẩy đến từ Perfecto. Olof Meister có thể nói rằng vẫn đang kề lại rất cẩn thận, thời gian vẫn còn khá nhiều. Bây giờ thì các thành viên của bên phía FaZe Clan vẫn đang bắt đầu di chuyển lên cùng nhau chiếm map. Rain đã bỏ lên cho khu vực nóc mini rồi. Họ đang muốn khoét vào vị trí của Electronic đang rất yếu máu. Và Electric với 13 máu này thì tốt nhất là nên trốn đi. Còn FaZe Clan thì họ có vẻ như đang muốn di chuyển xuống khu vực Secret. Ở dưới B thì có đó là vị trí của Boomich với một khẩu CZ đang nhá rất nhiều khu vực Secret để lấy thông tin. Và FaZe Clan họ vẫn đang đứng ở ngoài khu vực outside, liệu họ muốn di chuyển đi đâu đây? Sẽ là một round thi đấu đánh A dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan thôi. Rookie vẫn chưa thể tìm thấy được cái tên Electronic ở đâu cả. Electronic nấp rất kỹ nhưng bây giờ là Boomish xong rồi, lộ chân Brocky hạ một địa của Electronic và Boomish cũng đã lộ rồi. Boomish vẫn đổi được một trước khi nằm xuống với Olof Meister, nhưng trong bom xe A còn lại hai người bên phía Na'Vi. 13 giây bây giờ thì Na'Vi không được rồi, nhưng vẫn còn đó là cái tên Flamy. Flamy có làm được hay không đây? Và đó là 8-7 dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan, không có cơ hội cho Flamy trong tình huống vừa rồi. Việc thua thiệt quá nhiều về súng ống đã khiến cho Na'Vi để thất bại trong round thi đấu vừa rồi. Và một lượt first half thành công dành cho FaZe. Thực sự lý tỷ số 8-7 thì có lẽ sẽ là một lượt thi đấu first half có thể nói là cực kỳ thành công để cho các thành viên bên phía FaZe Clan rồi. Khi lượt second half thì họ sẽ được thi đấu để đi xa. Và đi xa của các đội này cũng không phải là mạnh của các đội tuyển Na'Vi. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng lắng nghe trước khi đến lượt first half thôi. Và rất cảm ơn tất cả hai anh em đã đồng hành IM Kato IC 2020 này. Và anh em cũng đừng quên rằng hãy subscribe cho kênh YouTube của 500 Studio để ủng hộ bọn mình.
Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với lượt thi đấu second half của Matthew Nook mà thôi. Tỷ số hiện tại là 8-7 nghiêng với các thành viên của bên phía team FaZe Clan. Và bây giờ thì FaZe Clan sẽ được thi đấu ở bên phía Cityside. Bên trên người của Broky là một cái kit, như là hai quả flash. Với Nico có một quả smoke và một quả flash. Broky ở đây có câu Zera bắt được Perfecto, Broky bị bắn vào mồm rồi. Câu Zera tiếp tục di chuyển ra. Bên phía Na'Vi họ buộc phải lùi về sau khi mất đi một thành viên. Rain đẩy ra rất nhanh nhưng mà ăn một quả flash và bị bắt bởi Electronic. Giờ thì bên phía team Na'Vi chiếm được khu vực bom Sai A rồi. Vấn đề là họ chỉ còn lại 3 player mà thôi. Broky thì cũng đang khá yếu máu. Có kit dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan. Giờ thì họ sẽ retake như thế nào đây? Lợi thế hơn người đang thuộc về bên phía FaZe Clan. Thời gian thì vẫn đang còn là khá nhiều. Và bây giờ thì Broky có vẻ sẽ búp phát cho đồng đội của mình vào rồi. Vâng, có hai quả flash đến từ Broky. Nhưng mà không có thành viên nào của Na'Vi ở trong Sai cả. Và đây Olof đang tràn vào. Có nhìn thấy thành viên nào hay không đây? Electronic đang bắn nhau với Olof ở đây. Kozera bắt được Electronic rồi. Và Kozera cũng như là Olof Meister mỗi người một mạng đem về chiến thắng cho FaZe Clan trong round thi đấu Piston đầu tiên của second half. Một phương án bỏ hoàn toàn khu vực bom Sai A sau tiếng đặt bom vừa rồi đến cho các thành viên bên phía Na'Vi. Với lợi thế hơn người của FaZe Clan thì họ đã tận dụng rất tốt và đem về round thắng Piston dành cho mình. 9-7. Có vẻ như các thành viên bên phía team FaZe Clan với việc thắng được round Piston này thì cơ hội để lấy về cái map thiếu đời núp là rất cao. Nên nhớ rằng đây cũng là map pick của các thành viên của FaZe Clan nữa. Và nếu như sang đến với cái map thiếu đất 2 thì anh nghĩ rằng khả năng cao có khi có một tỷ số 2-0 để cho FaZe Clan. Cũng chưa nói trước là điều gì đâu, bởi vì Na'Vi họ đang có một phong độ khá là tốt đấy chứ. Và ở đây họ tiếp tục nuôi hy vọng trong một round thi đấu Fog Bay khi mà Electronic cùng với Simple có hai khẩu SG, Boomish cũng như là Felemi phải bắn một khẩu DE không giáp. Họ đã hy sinh tiền để lên súng to cho Electronic cũng như là Simple. Đấy, Nico đang muốn di chuyển xuống khu vực ven. Boomish chỉ vẫn đang kê đẩy lại ở lobby. Một phong cách có thể nói rằng khá là quen thuộc dành cho Na'Vi, Long thấy không? Cũng là cái kiểu mà up SG xong rồi drop cho hai player chủ lực là Simple cũng như là Electronic. Cũng sẽ là hợp lý thôi, khi đây thì là hai player đang thi đấu tốt nhất bên phía Na'Vi. Một quả lửa đẩy Nico phải lùi về. Giờ thì bên phía của FaZe Clan, một flash đã búp lên rồi và Nico sẽ đẩy lên. Quả flash rất chất lượng. Nico chỉ thì có một mạng mà thôi. Và bây giờ thì các thành viên của bên phía team FaZe Clan, Na'Vi họ vẫn chưa thể lao được xuống khu vực Secret. Khi ở đó một quả smoke đã được trả ra rồi. Vì phải chờ quả smoke này mới có thể đi qua. Boomish đang di chuyển ở khu vực Ram. Nhìn thấy một player đó là Broky đang back về. Sẽ có rất nhiều thông tin cho bên phía Na'Vi. Liệu Boomish có móc được Broky hay không đây? Có đoán được là Broky đang di chuyển lên khu vực Heaven hay không? Nhưng mà ít nhất thì Boomish cũng biết là khu vực Ram đang clear. Boomish sẽ là key player trong tình huống này. Chưa thấy vị trí của Broky ở đâu. Boomish trèo lên từ cầu thang, nhìn thấy Broky rồi, phát hiện được nhưng mà không thể hạ gục được Broky ở đây. Perfecto có mạng của Rain, tràn xuống khu vực Secret rất nhanh, vẫn còn Olof giữ lại khu vực ven. Có vẻ như là tình huống fake thôi, đúng là như vậy. Back về rất nhanh nhưng Olof đã kịp nhìn thấy. Đấy, Broky có mạng của Electronic. Broky bắn yếu được Simple nhưng chỉ là bắn yếu thôi. Kozera giữ lại khu vực ven, quả bom đã rơi. Và không còn thời gian nữa rồi, không có thời gian cho các thành viên bên phía Na'Vi để có thể đặt bom. Round thi đấu chiến thắng dành cho FaZe Clan và tỷ số là 17. Rất đáng tiếc không đủ time dành cho các thành viên của bên phía Na'Vi. Tỷ số sẽ là 17 mà thôi. Nhưng FaZe Clan vừa rồi họ cũng đã mất đi đến tận 4 khẩu súng rồi. Với được xếp được số lượng súng này thì Na'Vi có lẽ họ sẽ tiếp tục mua trong round thi đấu này. Vâng, Na'Vi đã rất cố gắng trong một round thi đấu Fog Bay. Nhưng mà thời gian thì đã hết. Và Na'Vi buộc phải nhận một round thi đấu thất bại. Nhưng mà ở đây thì với lượng súng ống xếp được thì Na'Vi sẽ tiếp tục có một round Fog Bay nữa. Không biết là lần này họ có thay đổi gì trong cái tactic của mình hay không đây. Ở bên phía của FaZe Clan họ vẫn chơi về đó là hai khẩu MP9. Với lượng súng ống như thế này thì Na'Vi họ vẫn có thể nuôi một hy vọng để giành chiến thắng. Đây vẫn là những pha đánh chậm cơ bản đến từ Na'Vi. Lượng súng có thể nói rằng khá giống với round thi đấu trước dành cho các thành viên bên phía Na'Vi. Vẫn là hai cái tên Electronic cũng như là Simple. Sử dụng những khẩu súng to mà thôi. Và với cái lượng bom này thì có vẻ như các thành viên bên phía Na'Vi đang muốn set bài ra khu vực A long rồi.
Lần này thì bên phía team Face Clan đã gài sẵn một người ở dưới Secret, đó chính là Nico. Không biết rằng lại có một quả flash được bút ra hay không đây. Rất đáng tiếc là round thi đấu vừa rồi Nico cũng chỉ có cho mình một mạng một bàn. Bây giờ Nico đẩy luôn qua cả lửa này rồi. Di chuyển có thể nói rằng khá khéo dành cho vị trí của Nico. Lấy chuyển có biết được này hay không đây? Không biết được rồi, ngay lập tức Nico có mạng. Thêm một quả lửa nữa rồi ra. Nico tiếp tục có double kill. Bây giờ Nico không có triple kill dành cho vị trí của Nico. Nhưng đó đã là quá tốt đến từ vị trí của Nico rồi. Giờ đi lợi thế người đang thuộc với Face Clan. Tiếp tục Boomish ăn một viên scout vào người. Quá khó dành cho các thành viên bên phía Na'Vi và lối đi nào dành cho họ đây. Rất tu túng rồi khi mà họ muốn di chuyển xuống khu vực Secret. Nhưng Nico đã có một pha thi đấu quá tốt. Đấy, câu Zera đang hầu lại ở khu vực lobby. Ở đây Flamey nhìn thấy câu Zera rồi. Bắn nhau rất nhiều vào câu Zera, đẩy vào đó là không hợp lý. Flamey có một mạng, lợi thế về người được cân bằng. Nhưng mà ở kia Brokey đang có một pha đẩy. Sipo bắt được Rain. Pha đẩy hơi hơi của Rain nhưng mà Brokey đã nghe thấy tất cả dinh dưỡng di chuyển đến từ Na'Vi. Bắt được một người và biết thêm vị trí của Simple. Quả bom đã rơi, nhặt lại và có kịp đặt bom hay không đây? Đặt bom nhưng không có ai cover cho người đặt bom cả. Chờ mình Simple và đó là Brokey với một quả nết. Lại tiếp tục là một tình huống đặt bom không tốt đến từ Na'Vi. Không có ai đặt cover cho Planter cả. Đó là một tình huống bắn rất thoải mái đến từ khu vực mini. Một round thì tiếp tục là một round thi đấu chiến thắng dành cho FaZe với một tình huống đặt bom không thành công của Na'Vi. Khá hỗn loạn trong round thi đấu vừa rồi. Các thành viên của bên phía team FaZe Clan có vẻ như lại là một tiếu bầu. Rõ ràng là các thành viên của FaZe Clan ngày hôm nay cũng đang gặp rất nhiều vấn đề trong những round thi đấu kiểu anti eco kiểu này. Eco làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên thì FaZe Clan, round thi đấu tiếp theo sẽ là một round thi đấu mà họ cần phải cực kỳ cẩn thận. Ý định đẩy qua lửa để bắt lại Nico không thành công đến từ Perfecto. Rất may là Simple đã đổi mạng. Đó vẫn là một round thắng dành cho bên phía FaZe Clan. Tỷ số sẽ là 11-7. Và bây giờ thì các thành viên của bên phía team có vẻ như lại là một tiếng lỗi kỹ thuật thì phải. Ngày hôm nay thì đã có khá nhiều những cái lỗi kỹ thuật gây nên rất nhiều ức chế cho không chỉ player, viewer cũng như là cả caster chúng tôi nữa. Nhìn qua hiện tại về số frag thì bên phía Na'Vi vẫn là hai đầu tàu Electronic cũng như là Simple thôi. Ngày hôm nay Electronic đang có cho mình một phong độ có thể nói rằng cực kỳ bay. Số frag 18-12. Thật sự đây là một con số có thể nói rằng khá là kinh khủng. Trong khi đó đi Perfecto có vẻ như đối đầu với những player bên phía FaZe Clan thì Perfecto có phần cũng hơi ngợp rồi. Dù gì thì đây cũng là một đội tuyển được đánh giá là cực kỳ mạnh, nhất là sau cái giải thi đấu Blast Premier vừa rồi. Olof Meister cũng như Nico đang có cho mình một map thi đấu khá tốt. Lợi thế 4 round là một thế khá lớn khi FaZe đang được thi đấu ở bên City Side. Và liệu Na'Vi họ sẽ làm gì để rút ngắn lại được khoảng cách này, hướng đến lượt second half còn lại đây. Vẫn còn rất nhiều cơ hội cho Na'Vi trong map thi đấu này. Nhưng mà họ cần phải chắt chiu. Thực sự là cần phải chắt chiu. Rất khó. Nên nhớ rằng đây là T-side của map thi đấu Nook. Và đây vẫn chưa bao giờ là một thế mạnh của các thành viên bên phía Na'Vi cả. Round thi đấu tiếp theo thì có lẽ các thành viên bên phía Na'Vi sẽ phải eco mà thôi. Không biết rằng họ có định mua tiếp hay không đây. Ra thì Na'Vi có thể lựa chọn cho mình một quyền Foxfire trong round thi đấu này được. Cũng là một quyết định có nói rằng hợp lý khi mà bên phía FaZe Clan rõ ràng họ biết được rằng FaZe Clan cũng đang trong thế yếu tiền. Nhưng đấy cũng sẽ là một quyết định có nói rằng cực kỳ mạo hiểm đến các thành viên bên phía Na'Vi. Nếu như là những người Pháp thì anh nghĩ họ sẽ fork bài. Họ sẽ fork bài với tầm 2 đến 3 khẩu Mark 10. Phong cách rất quen thuộc. Nên ở đây thì nhưng mà tốt nhất là với cái bất lợi hiện tại thì Na'Vi họ nên chậm lại và có một round thi đấu half buy thôi. Giữ tiền khi mà max bonus của họ là 3.400 rồi. Và họ có thể phun bài một cách thoải mái trong round tiếp theo, cũng là những round thi đấu sau nữa. Chúng ta hãy cùng chờ cái technical bao này để có thể trở lại với trận đấu. Với những cái tên như Simple và Electronic thì liệu có quyết định fork bài không đây? Và đúng là fork bài rồi. Quyết định có thể nói rằng khá là mạo hiểm đến các thành viên bên phía Na'Vi. AK, SG53 và Gali, hai khẩu Mark 10 trên người của Boombeach cũng như là Perfecto. Nếu như tiếp tục để thua trong round thi đấu này nữa thì thật sự nó sẽ là một thảm họa dành cho các thành viên bên phía Na'Vi.
Lần này thì quyết định đánh A nhanh đến bên phía NaViU. Tất cả các player đều tập trung ở phía bên ngoài cửa rồi, nhưng Brain có được một mạng. Đổi mạng là nhanh đến từ cái tên Simple. Các thành viên của bên phía Na'Vi vẫn còn Kozera. Trong đây là Kozera có một mạng rồi. Kozera không được rồi. Bom xe A đã hoàn toàn thủng nhưng vẫn còn những cái tên ở trên khu vực Heaven. Smoke sẽ được trả ra. Có lửa lên trên Heaven hay không đây? Lượng bom của bên phía Na'Vi không còn nhiều nữa rồi. Nico bắt đi được Electronic và lợi thế hơn người đang thuộc về các thành viên của bên phía team Face Clan. Có đặt được bom cho Na'Vi hay không đây, khi mà có tận hai người trên của Face Clan ở trên khu vực Heaven. Một quả nết rất tốt của Simple, cầu đi được nửa máu của Olofmeister cũng như là Broky. Thế Simple đang kê lại rất chắc chắn khu vực Heaven, có mạng của Olofmeister. Và giờ thì Nico cũng đã di chuyển lên khu vực Heaven cùng với người đồng đội Broky của mình. Và đây Perfecto Mark 10 nhìn lên và bắt được Nico. Bây giờ sẽ là cuộc solo giữa Simple và Nico, à Broky, và đó là chiến thắng dành cho Simple. Quyết định khá là bất ngờ đến cái tên Nico trong tình huống vừa rồi, khi anh quyết định di chuyển ngược về khu vực Heaven cùng với những cái đồng đội của mình. Và đó là ba player bên phía Face Clan cùng đi từ Heaven ra. Và đó đã khiến cho các thành viên bên phía Face Clan gặp rất nhiều bất lợi trong tình huống vừa rồi. Rõ ràng là Nico vừa rồi có thể kê lại một đường cho các thành viên của bên phía team Face Clan. Tuy nhiên có vẻ như đó là một tình huống mà Nico cũng định hack não đối phương. Nếu mà là Nico di chuyển vào khu vực mini thì có thể là sẽ đẹp hơn rất nhiều cho bên phía Face Clan. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 81 đến cho bên phía Na'Vi. Round thi đấu này họ vẫn có hai khẩu Mark 10, còn bên phía Face Clan đó là một round thi đấu half buy, và phải cẩn thận với những khẩu Deagle Face Clan. Electronic đã muốn bỏ khu vực outside này, xuống được Secret rồi. Nico spam suýt trúng Electronic. Và bây giờ liệu Face Clan có đoán được là đã có một người di chuyển xuống khu vực Secret hay chưa? Đây cũng đang là một round thi đấu fog buy dành cho các thành viên của Face Clan. Và Rain lại thể hiện khả năng bắn Deagle của mình rồi. Vẫn là cái tên Deagle Clan mà thôi. Lợi thế hơn người, và bây giờ Rain tiếp tục đẩy. Rain liệu có bắt thêm được ai không đây? Perfecto đang ở rất gần. Và bây giờ lại là cái tên Nico. Những cầu của Deagle, các thành viên bên phía Face Clan thực sự lên tiếng rồi. Rain đang nghe được rất nhiều tiếng của Perfecto. Và Rain liệu có móc thêm là một người nữa hay không đây? Rain nhặt lại được khẩu SK-53 thôi, xong rồi, thảm họa dành cho các thành viên bên phía Na'Vi. Rain đang ở rất gần rồi. Rain nhìn thấy một người. Rain bắn lôi được từ vị trí của Rain. Ôi trời ơi, nhưng Kozera lại xuất hiện với khẩu Deagle của mình. Nhưng vị trí của Electronic đang là rất đẹp. Nhưng vấn đề là Electronic không thể cover được cho Boomish. Nico bắn lôi rồi nhưng lại là cái tên Kozera một lần nữa, tôi không hiểu. Trời ơi, Deagle Clan là đây, không tin được vào mắt mình nữa. Chỉ còn một mình đó là vị trí của Electronic trong một tình huống là 1v4 mà thôi. Những khẩu Deagle của Face Clan đang lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ. Lối đi nào cho Electronic, và đó là tiếp tục là một pha one dick đến từ Kozera. Trời ơi, những pha bắn Deagle thực sự là tởm đến từ các thành viên của Face Clan. Kozera với những cái mồm thì đã đem về chiến thắng này cho Face trong một round thi đấu mà họ chỉ có half buy, mà thậm chí là chỉ có 3 cái giáp 1. Thật sự là bất ngờ, là vì họ đang cần phải xem lại những tactic của họ trong round thi đấu mà đối phương yếu tiền. Deagle Clan đã trở lại rồi, và đó là cái tên Kozera với tổng cộng là triple kill. Thật sự quá tởm với khả năng bắn Deagle của mình. Trong khi đó Na'Vi round thi đấu vừa rồi là một round thi đấu rõ ràng họ biết rằng Face Clan yếu súng, nhưng các thành viên bên phía Na'Vi lại quyết định di chuyển từng người lẻ một. Và chúng ta có thể thấy rằng cứ từng người một rụng xuống, và không ai có thể đổi mạng cho ai cả. Và bây giờ Na'Vi đang ép vào một thế cực kỳ khó rồi. Face Clan khả năng rất cao sẽ có cho mình round thắng thứ 13 mà thôi. Họ đã đánh mất đi cơ hội trời cho của mình. Ở đây Broky bắt được Electronic ở khu vực outside. Electronic muốn pick người nhưng không thành công. Bây giờ Simple đối đầu với anh đó là Olofmeister, nhưng khẩu SG đó là quá lợi thế. Simple chỉ còn 9 máu và đi về thôi chứ còn gì nữa. Những khẩu Deagle không giáp khá là khó anh cho bên phía của Na'Vi. Khu vực Secret thì đã được chấn giữ cẩn thận bởi Nico với một quả smoke. Ở đây Broky nhìn thấy vị trí của ai kia, Boomish, nhưng mà Boomish không thể làm được gì. Một quả nết vào đầu của Perfecto, chỉ còn có đó là 42 máu. Quá tù túng cho Na'Vi rồi. Boomish vẫn đang bò. Broky thì đã lùi về rồi, quyết định nhường lại khu vực outside cho đối phương. Tuy nhiên thì Simple cũng như là Perfecto chỉ còn cho mình khoảng chấm máu mà thôi. Boomish đã bỏ được lên trên Heaven, chắc chắn các thành viên Face Clan sẽ có người kề lại với tấn công Zera. Phát hiện của đối phương rồi, ngay lập tức là điểm trợ của Olofmeister. Nhưng trong bom sai thì Rain lại chết chay. Và giờ thì các thành viên của Na'Vi không thể làm thêm được điều gì nữa. Rõ ràng về mặt súng ống thì Face Clan là những người có lợi thế. 13-8 sẽ là tỷ số hiện tại. Nhưng quan trọng là họ không mắc sai lầm, họ không lao ra từng người một mà họ đi thành một tập thể. Và bây giờ thì với lợi thế 5 round, Face Clan liệu có tận dụng được để kết thúc sớm cái map thi đấu núc này hay không? Vào thi đấu tiếp theo thì Na'Vi họ có thể full buy được thoải mái. Đó là 3 khẩu SG và 2 khẩu AK.
Bởi vì FaZe Clan thì đã có ốp cho Brokey. Cũng sẽ là vẫn rất khó khăn dành cho Na'Vi. Không có ốp dành cho Simple ở bên phía team side. Các thành viên của bên phía FaZe Clan, Brokey vẫn sẽ là ốp tổ chính mà thôi. Setup bắn đến tận 2 người ở round đã là bất ngờ dành cho các thành viên của bên phía FaZe Clan. Nhưng đây là một round thi đấu mà Na'Vi không hề có ý định muốn di chuyển vào trong khu vực RAM chút nào cả. Đã gài được vị trí của Electronic xuống dưới khu vực Secret rồi. Nhưng có Lobmeister có quyết định đẩy lên trên RAM hay không đây? Không hề có bất kỳ một áp lực nào được gây lên trong khu vực lobby cũng như là cả RAM nữa. Na'Vi vẫn đang di chuyển ở phía bên ngoài outside. Với thời gian này thì bên phía FaZe Clan vẫn đang giữ vững đội hình 2 RAM của mình. Khu vực hầm B đã là kiểm soát hoàn toàn bởi vị trí của Electronic rồi. FaZe Clan sẽ có những dự di chuyển đội hình như thế nào đây? Flamey đang căn vết một quả lửa, Boomish đã control được khu vực Knock Mini. Sẽ di chuyển như thế nào đến từ các thành viên bên phía Na'Vi đây? Đã có người quắc được vào khu vực Gara. Boomish gây ra rất nhiều tiếng động và có nhìn thấy không? Không nhìn thấy, Nico bắt được Boomish rồi. Liệu Na'Vi ý đồ di chuyển của họ đã bị lộ hay chưa? Perfecto di chuyển đến rất gần vị trí của Nico rồi. Liệu có muốn quắc lên để đổi mạng của Nico hay không đây? Sẽ có một cuộc giao tranh xảy ra và Nico rút dao. Tiếng rút dao đến từ Nico. Perfecto đổi mạng thành công. Lợi thế về người được cân bằng là 4v4. Ở đây bộ đôi Brokey cũng như là Olofmeister đã đẩy được Ram. Biết được là lobby clear. Nhưng mà tất cả các thành viên của bên phía Na'Vi, họ đã di chuyển được xuống khu vực Secret rồi. Bom sai B sẽ là miếng mồi ngon dành cho bên phía của Na'Vi. Bom đã được mang xuống khu vực bom sai B. Chỉ còn đó là 10 giây. Họ đang đánh quá chậm hay chăng? Perfecto phát được vị trí của Rain nhưng mà anh cũng còn đó là quá yếu máu. Bom được đặt thành công. Cái quái gì thế này, các thành viên của bên phía FaZe Clan, một round thi đấu có thể nói rằng cực kỳ bị động đến từ bên phía team FaZe Clan luôn. Nhường cả khu vực Secret, cả khu vực bom side B và cả khu vực outside để cho các thành viên bên phía Na'Vi và không hề có bất kỳ một tiếng đáp trả nào. Rõ ràng là vừa rồi là một tiếng setup double ram. Nếu như có áp lực được gây lên vị trí của Nico rồi thì Olofmeister cũng như là vị trí của Brokey vừa rồi phải đẩy. Tuy nhiên thì vừa rồi FaZe Clan thi đấu có thể nói rằng cực kỳ bị động. Thật sự là không hiểu là FaZe Clan họ di chuyển đội hình như thế nào. Thì mà hai player ở RAM đẩy rồi, biết được lobby clear nhưng không có ai back xuống khu vực bom side B cả. Và là một tình huống xếp súng 4v4. Thật ra đến cái khoảng mà Olofmeister cũng là Brokey đẩy thì đó là khoảng tầm 40 giây, 30 giây rồi. Và nếu như có back xuống B khoảng thời gian đấy, thật sự nó ra rất khó di chuyển đường nào về B đây. Có lẽ là chỉ di chuyển được mỗi từ RAM thôi. Nhưng mà đó là một tình huống mà Brokey cũng như Olofmeister đã đẩy được lên trên lobby rồi. Còn nếu xuống ven chắc chắn chết. Outside thì không có tầm kiểm soát, không có đường nào để xuống B dành cho các thành viên của bên phía FaZe Clan cả. Một lối đánh có thể nói rằng khá là bị động ở trong round thi đấu vừa rồi. Nhưng mà cũng phải gửi lời khen cho cái tình huống di chuyển quá tốt đến từ Na'Vi. Không có ai kiểm soát được khu vực RAM và họ đã quyết định di chuyển toàn bộ xuống khu vực Secret. Và đó là một quyết định đúng đắn. Round thi đấu này FaZe Clan họ vẫn có tiền để full buy một cách thoải mái. Vẫn có ốp cho Brokey. Lenny đang có những tình huống spam vào khu vực mini ở đây. Hai quả smoke che đi khu vực outside. Có vẻ là có một cái lỗ nhỏ ở những quả smoke này, vẫn là bộ đôi Olof cũng như là Brokey đẩy ra khu vực RAM, bắn 2 RAM. Không biết là liệu FaZe Clan họ có lặp lại những sai lầm của mình ở round thi đấu trước hay không. Chỉ biết rằng Na'Vi họ đã di chuyển rất nhiều người xuống khu vực Secret rồi. Bỏ lần này thì bỏ hoàn toàn khu vực outside luôn. Nico đã bách xuống khu vực bom site B. Các thành viên của bên phía team FaZe Clan đang rất lì lợm với setup double RAM này. Tuy nhiên lần này đã có Nico ở dưới khu vực bom site B rồi. Na'Vi 5 người di chuyển cùng nhau xuống hầm B luôn. Và giờ Olofmeister cũng đang back về rồi. Lần này thì các thành viên bên phía FaZe Clan có vẻ như cũng đã đoán được điều gì đó. Vâng, tràn ra nào, các thành viên bên phía Na'Vi đang định tràn ra khu vực bom site B. Nhưng ở đây đang là 2 người. Một quả smoke trả ra rất là khó rồi, nhưng mà Nico bị bắn cho còn nửa máu. Buff flash ra, liệu có tràn ra luôn hay không đây? Tràn ra rồi, Nico ở trong side. Một mạng cho Olof, Nico cũng có mạng tiếp theo. Hai thành viên bên phía Na'Vi nằm xuống rồi. Perfecto đổi mạng của Olof thành công. Nico có thêm một mạng nữa, tình huống là 2v3. Thêm một mạng nữa cho Electronic. Một tiếng bắn quá tốt của Electronic. Nhưng mà trước đó thì Brokey cũng kịp tác vào người của Electronic và chỉ còn đó là 28 máu. Tiếng retake 2v2 và có kit trên người Kozera. Kozera bắt được Flamey. Còn một mình Electronic mà thôi. Electronic sẽ xử lý như nào đây? Nên bắt được một người trước. Rain nhá rất là khó chịu, nhìn thấy Kozera và đó là Rain là người xử lý tốt hơn. Round thắng thứ 14 dành cho FaZe, quá khó dành cho Na'Vi rồi. Tình huống mà các thành viên bên phía FaZe Clan rõ ràng thì họ cũng đã biết được sửa sai trong round thi đấu trước. Và với việc mà hai người bom sai B thực sự cũng rất khó để cho Na'Vi có thể đục thủng được. Rõ ràng vừa rồi thì họ cũng đã có những tiếng đổi mạng tốt rồi, nhưng khi đưa về tình huống 2v2 thì FaZe Clan mới là những người xử lý tốt hơn, những người bắn tốt hơn.
14-9. Và với việc đặt được bom thì các thành viên bên phía Na'Vi, lượng tiền của họ cũng còn nói rằng đang là khá ổn. Nhưng FaZe Clan chỉ còn cách chiến thắng trong mắt thì đó là lúc này là 2 round thi đấu nữa rồi. Vâng, một tình huống tràn xuống B, nhưng mà đội bộ đôi ở bom xe B là Olof như Nico đã câu kéo đủ thời gian cho Rain, nhưng là câu Zora kịp thời back về và cứu quả bom này thành công. Bây giờ có vẻ như tiếp tục là một tình huống tactical timeout đến từ Na'Vi. Lần này thì có vẻ như là bầu chiến thuật rồi, khi cả hai huấn luyện viên đang được nói khá là nhiều. Blade không chỉ sử dụng sổ mà còn là một tập A4 luôn ạ, rất cẩn thận. 14-9, khoảng cách là 5 round. Và nếu như để thua ở trong round thi đấu này thì gần như sẽ là dấu chấm hết dành cho các thành viên Na'Vi ở trong mắt thi đấu The Nook. FaZe Clan ở round thi đấu này vẫn có ốp dành cho vị trí của Brocky, và không biết rằng họ quyết định sử dụng cái bài Double Ram ra trước hay không đây. Rõ ràng là Na'Vi vẫn chưa phát hiện ra cái bài đó của các thành viên bên phía FaZe Clan. Đúng là như vậy, và với lượng tiền của Simple quá yếu thì Perfecto đang phải chơi một khoảng bingo. Lượng súng ống đang hơi là thô thiệt một chút xíu. Và chúng ta cần những cái tên như Electronic, Simple phải tỏa sáng trong round thi đấu này. Đây gần như là cơ hội cuối cùng cho bên phía Na'Vi rồi. Lại là tình huống control map rất chậm quen thuộc. Ở đây thì đã không có một setup double ram như hai round thi đấu trước, mà chỉ có một mình Olof mà thôi. Những góc cam rất rộng đến từ IM cho chúng ta thấy được toàn cảnh của map thiếu núc này. Đây, ở đây Boomich vừa bắt được Nico. Lợi thế về người 4v5 dành cho Na'Vi. Giờ đi khu vực secret đã bị thủng rồi. Các thành viên của bên phía team FaZe Clan, đội hình của họ đang bị co cụm lại khi mất đi cái tên Nico dưới secret. Phía dưới khu vực bom site B, lần này FaZe Clan sẽ back về như thế nào đây? Olof Meister đang di chuyển xuống rồi, nhưng Na'Vi vẫn đang rất từ tốn trong từng bước di chuyển của mình. Electronic vẫn là người gây áp lực ở dưới khu vực bom site B mà thôi. Rất cẩn thận, thời gian vẫn đang còn rất nhiều. Không việc gì phải vội vàng đến với các thành viên bên phía Na'Vi cả. FaZe Clan cũng vậy, họ đang bắn cho mình những đội hình khá là chắc chắn với hai người khu vực Heaven. Brocky đã nhảy xuống. Như vậy là chỉ không có ai ở dưới khu vực bom site B cả. Một tình huống đánh lô đến từ FaZe Clan. Và nếu mà Na'Vi đánh xuống B thì đó sẽ là một cơ hội rất lớn để họ có thể rút ngắn được tỷ số. Có vẻ như là không đánh B rồi. Na'Vi là muốn tràn vào bom xe A hay chăng? Perfecto lao vào đầu tiên, nhưng Brocky với Kozera mỗi người có một mạng. Kozera có double kill. Chỉ còn đó là một mình Simple mà thôi. Simple cũng bị hạ gục bởi Olof Meister. Đó là một round thiếu đánh lô thành công đến từ FaZe Clan. Cả bốn người đều tụ tập trong khu vực bom xe A, và Na'Vi đã lao đầu thẳng vào rọ. Một tiếng bắt bài hoàn hảo đến từ các thành viên bên phía FaZe Clan. Bốn người bom xe A và chắc chắn rồi. Làm thế nào có thể đục thủng được khi có đến tận 4 người trong bom xe A đây? Quá khó khăn dành cho các thành viên của bên phía team Na'Vi. Có vẻ như Matthew Lennox đang đến rất gần với cả FaZe Clan rồi. 15-9, 6 cái match point. Cơ hội nào dành cho đội hình của Na'Vi đây? Tình huống vừa rồi thì đã có Electronic gây áp lực rất nhiều ở khu vực secret. Và nếu Electronic mạo hiểm hơn, mò xuống, scout lại khu vực bom xe B, biết bom xe B không có người, thì lợi thế hoàn toàn có thể đảo chiều cho các thành viên bên phía của Na'Vi. Và rất tiếc Boomich đã đưa ra một quyết định khá là sai lầm. Khoảng cách đã là 6 round, quá khó cho Na'Vi rồi. FaZe Clan chỉ còn cách chiến thắng đúng một round đầu nữa thôi. Và trong Eagle và CZ75 dành cho Simple và Boomich. Lượng tiền có thể nói rằng khá yếu. Vẫn sẽ có một khẩu AK, một khẩu SG được lên. Perfecto sẽ sử dụng cho mình khẩu Gali mà thôi. Và liệu các thành viên bên phía của FaZe Clan có thể kết thúc luôn mà thiếu được lúc ngay tại đây hay không đây? FaZe Clan có vẻ như lại quay trở về với đội hình default rồi. Nico lần này sẽ là một bản thân hoàn của outside, nhưng Nico đã bị chuyển sớm từ secret, nhưng Nico không được rồi. Electronic hạ gục được Nico thành công, và lại một lần nữa khu vực secret quét vào. Tuy nhiên các thành viên của Nico thì có tận dụng được lợi thế của mình hay không đây? Brocky vẫn đang kê lại khu vực ngoài outside, những quả smoke đã che đi tầm nhìn là rất nhiều. Quắc được xuống khu vực secret thành công. Liệu Na'Vi họ có tận dụng cái bom sai B một lần nữa này hay không đây? Olof đã kê lại khu vực secret rồi. Và Rain cũng bắt xuống thêm một lần nữa. Với hai người này thì dễ rất khó để Na'Vi có thể xuống được bom sai B. Chúng ta hãy xem Na'Vi họ sẽ xử lý như thế nào khi họ đang có lợi thế về người. Cần phải chắt chiu cái cơ hội này khi họ không còn nhiều thời gian nữa. Lần này thì sẽ là bắt bài khu vực bom sai B dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan. Na'Vi, Flamey đã di chuyển xuống ven rồi. Đã nghe thì tiếng chạy, nhưng Electronic vào có bị Olof Meister. Rain đổi được một mạng, nhưng Rain đã lộ vị trí. Giờ đến bên phía Na'Vi chỉ cần tổ quay đi Rain. Na'Vi rất may mắn là Flamey đã kết thúc được Rain thành công.
Vừa rồi thì trên tay của Ren chỉ là một khẩu M4 thôi, chứ nếu là một khẩu AK thì Flamey đã phải nằm xuống rồi. Bây giờ thì Brocky đã xuất hiện, Flamey bị gục tiếng lại, được đưa trở về là 22. Cầu Zera đang bóc xuống ven. Và bây giờ các thành viên Na'Vi đặt bom thành công rồi. Perfecto, Perfecto hạ cũng được cầu Zera, và cơ hội cho Brocky thật sự là rất khó. Chỉ có một mình Brocky mà thôi, đẩy vào bom sai. Chỉ có một mình Boomish ở trong sai, nhưng mà liệu anh có quay thành công? Brocky bắt được Boomish rồi, tình huống được đưa về là 1v1. Có kit dành cho Brocky. Quả bom này là một quả bom đặt kín, nếu mà Brocky gỡ luôn thì cơ hội là có. Nhưng mà trên người Perfecto vẫn còn một quả lửa. Brocky, và đó là chiến thắng dành cho FaZe Clan. Chuyện gì đã xảy ra này? Trời ơi, một quả bom đặt kín và không thể xử lý thành công đến từ Na'Vi. Một round thi đấu quá là khó hiểu, và chiến thắng chung cuộc dành cho FaZe Clan trong map hiểu thứ nhất. Roll never fake, 16-9 dành cho các thành viên của bên phía team FaZe Clan. Và vậy là map pick của các thành viên FaZe Clan đã thuộc về họ rồi, map hiểu The Nook với tỷ số là 16-9. Vâng, và vậy là map hiểu đầu tiên chúng ta đã kết thúc với tỷ số kinh khủng là 16-9 dành cho các thành viên của FaZe Clan. Và sau khi mình đã xem chúng ta đã tưởng tượng ra được rồi. Tuy nhiên thì cơ hội dành cho các thành viên bên phía Na'Vi vẫn còn với mục tiêu tiếp theo, đó chính là mục tiêu thứ hai. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ ít phút trước khi đến với mục tiêu tiếp theo mà thôi. These are those moments I don't think anybody else going to forget. Got too much up on my plate, now I can't think. I said woke up, took a X, and now I'm feeling this is it. Want the money, want the rest. I do purse, not no sex. They say, Don, it's why you sad. I said, I just need to think.